sau khi thông quan trò chơi, ta vô địch. Chương 241, quyết đấu, hô, trong chốc lát, lôi quang lấp lóe, loạn lưu mọc lan tràn, chí tôn khư lần nữa vỡ ra một đầu đen nhánh lỗ hổng, thông hướng côn ngô giới, thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài đầy sao dày đặc bầu trời đêm, cùng lờ mờ tĩnh mịch chí tôn khư hình thành so sánh rõ ràng, chuyện gì xảy ra, tu la thiên tôn kinh ngạc, hắn rõ ràng đã đóng lại chí tôn khư. Phải biết, muốn mở ra chí tôn khư cùng côn ngô giới ở giữa vết nứt không gian nhưng không dễ dàng như vậy, tức làm cùng chí tôn khư hòa làm một thể tu la thiên tôn, mỗi ngàn năm cũng chỉ có thể mở ra khoảng chừng 20 ngày, mà lại nhất định phải từ nội bộ mới được, hiện tại lại có thế có người ở bên ngoài cưỡng ép phá toái hư không, đem cả hai liên thông cùng một chỗ. Không khỏi quá mức kinh thế hải tục đi, đông đốt, vết nứt không gian tứ ngược một lát, bắt đầu dần dần ổn định lại, lập tức một tên thanh niên hai tay chắp sau lưng, giống như nhàn nhã đi dạo giống như đi vào trí tôn khư, chính có chút hăng hái đánh giá tu la thiên tôn, biểu lộ ý vị thâm trường, hứa tiền bối, nạp lan thần cực kỳ vui mừng, hứa tiền bối, long hoàng đồng dạng mừng rỡ như điên. Hứa tiền bối là ai, còn lại không biết hứa thư tu sĩ mờ mịt, chỉ có dược huyền cùng diệp vọng thu minh bạch, nạp lan thần cùng long hoàng vì sao cao hứng như vậy. Bởi vì trước mắt đến xem, cũng chỉ có hứa thư mới có thể chống lại Tu La Thiên Tôn, là ngươi, Tu La Thiên Tôn con ngươi thích chặt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, không có cách, hứa thư lưu cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu. Không chỉ có thể không nhìn hắc ám hư không lôi điện cùng loạn lưu, còn có thể nhẹ nhõm tìm ra bị hắn ẩn tàn thánh tôn hài cốt, khó mà nắm lấy, thậm chí cho đến tận nay, Tu La Thiên Tôn đều không có nhìn thấu hứa thư thực lực, sâu không lường được, loại tình huống này, Tu La Thiên Tôn làm sao không cảnh giác? A, à, ngươi rốt cục chịu hiện thân, Hứa Thư mỉm cười, tự hồ sớm có đoán trước. Ngươi quả nhiên đã nhận ra ta, Tu La Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói ra, nếu như luôn có con ruồi tại bên cạnh ngươi đi dạo lời nói, ngươi cũng có thể phát hiện, Hứa Thư nhún vai, trên thực tế, tại vừa tiến vào Chí Tôn Khư lúc, Hứa Thư liền đã nhận ra Tu La Thiên Tôn, nhưng cũng không để ý, nhưng mà Tu La Thiên Tôn Linh Thức lại luôn tại hắn phụ cận bồi về. Từ đầu đến cuối không dám vào một bước thăm dò, hiển nhiên cực kỳ kiên kỵ, thế là hứa thư tại vơ vét xong rất nhiều công pháp bí tịch về sau, liền chủ động rời đi chí tôn khư, muốn nhìn một chút Tu La Thiên Tôn đến tục cùng muốn làm gì, kết quả không ngạc nhiên chút nào, Tu La Thiên Tôn đem tất cả tiếng vào chí tôn khư sinh linh trở thành con mồi, bởi vậy hứa thư cảm thấy có cần phải ngăn cản một chút tu la thiên tôn hỗn đản bị chơi xỏ hừ đừng tưởng rằng bản tôn thật sợ ngươi tu la thiên tôn lạnh lùng nói bạch vừa dứt lời một sợi kình khí hiện lên nắm lấy lâm trường thanh linh lực bàn tay khổng lồ lập tức theo tiếng nổ tung hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán cái này lâm trường thanh sửng sốt lập tức bay khỏi tu la thiên tôn đối hứa thư không người bái nói đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp từng hứa thư nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại, thấy thế, tu la thiên tôn trên mặt không chút biến sắc, nội tâm lại cực kỳ hải nhiên, hắn lại hoàn toàn không có thấy rõ ràng hứa thư là như thế nào phá hủy linh lực bàn tay khổng lồ, giải cứu lâm trường thanh, hứa tiền bối cẩn thận, này nhân sinh trước chính là trí Chí tôn cảnh cường giả, nạp lan thần nhắc nhở, ồn ào. Tu la thiên tôn trợn mắt nhìn, phun ra một đạo linh lực tấm lụa cuốn về phía nạp Lang thần, không được, nạp lan thần kinh hải, Vội vàng chống lên hộ thuẫn ngăn cản, bành, nhưng mà linh lực tấm lộ còn chưa tới gần nạp lan thần, liền bị một tầng vô hình hàng rào ngăn cản, không có tạo thành tổn thương chút nào, đa tạ hứa tiền bối, nạp lan thần nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói. Kỳ thật không cần nạp lan thần nhắc nhở, hứa thư đã sớm xem thấu tu la thiên tôn thực lực, thấp 8.5, đưa vào đến cô ngô giới liền là nửa cái chí tôn cảnh, so với lúc trước bị băng phong vạn cổ hỏa tôn giả còn muốn yếu căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi thật muốn cùng bản tôn là địch sao, Tu La Thiên Tôn uy hiếp nói, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thế lấy làm cho cả trí tôn khư phân liệt. Đến lúc đó, bọn hắn đều phải chết, dừng một chút, Tu La Thiên Tôn lại nói, ta có thể để ngươi mang theo một nửa người rời đi, nhưng một nửa khác nhất định phải lưu lại, việc đã đến nước này. Tu La Thiên Tôn cũng không muốn cùng hứa thư sinh ra xung đột, bởi vì không nắm chắc thủ thắng cho nên lựa chọn làm ra nhượng bộ ân chí ít hắn thấy thuộc về nhượng bộ vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải thôn phệ hết đủ nhiều sinh linh khôi phục chí tôn cảnh thực lực sau đó tái tạo nhục thân ai ta nghĩ ngươi sai lầm hứa thư thở dài cái gì ý tứ tu la thiên tôn khẽ nhíu mày mặt mũi tràn đầy cảnh giác ta không phải đến cùng ngươi đàm phán hứa thư bàn chân khẽ dậm chân Bác quái kỳ môn tùy theo triển khai bao phủ lại toàn bộ chí tôn khư ta là tới tiêu diệt ngươi. Thuận tiện thử một chút bác quái kỳ môn uy lực, nói khoác không biết ngượng, tu la thiên tôn giận quá thành cười, nghiễm nhiên không có ý thức được mình đã bị bác quái kỳ môn bao khỏa, biến thành dao thất thịt cá, lửa, hứa thư miệng phun chân ngôn, xuyên kim liệt thạch, từng. tu la thiên tôn khẽ giật mình, dưới chân bỗng nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, hô, sống chết trước mắt. Chương 242, Tên lưu vạn cổ, ý thức được mình căn bản là không có cách ngăn cản hứa thư công kích về sau, Tu La Thiên Tôn lập tức lập lại chiêu cũ, tách ra một tia hồn phách giấu vào trí tôn khư bên trong, muốn lần nữa dùng vạn năm trước phương pháp thoát thân, bảo trụ mạng nhỏ, tiếc núi là, hắn lần này gặp hứa thư, cơ hồ tại Tu La Thiên Tôn tách ra một tia hồn phách chớp mắt. Hứa thư cũng đã chuẩn xác khóa chặt vị trí cụ thể, làm sao có thể để hắn chạy thoát, đừng, đừng giết ta ta cái gì đều có thể cho ngươi, trùng sáng bên trong, tu la thiên tôn hai đầu gối quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cao ngạo bộ dáng, đối mặt tử vong, cho dù là trí tôn cảnh cường giả cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, nhất là làm đối thủ của hắn vô cùng cường đại. Nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng lúc mà tu la thiên tôn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng hứa thư trên lệch lại kinh khủng như vậy. Quả thực tựa như người của hai thế giới, tìm ẩn hơn một vạn năm, khôi phục hơn một vạn năm, thật vất vả siêu việt thông thiên cảnh, sắp tái tạo nhục thân, kết quả lại bởi vì một cái người sắp thành lại bại, mà lại nếu như ta chết rồi. Chí tôn khư liền sẽ trực tiếp sụp đổ, gặp hứa thư không hề bị lay động, tu la thiên tôn ý đồ dùng chí tôn khư hủy diệt uy hiếp, bởi vì hắn thấy, một khi chí tôn khư hủy diệt, coi như hứa thư mạnh hơn cũng không cách nào cứu toàn bộ sinh linh, cho nên khẳng định không dám thật giết hắn, thật sao, hứa thư cười nói, đã như vậy, ngươi có thể thử một chút, à, tu la thiên tôn mộng bức. Cái gì ý tứ, muốn ta phá hủy trí tôn thư sao, không thử lời nói, liền đi chết đi, hứa thư năm ngón tay chậm rãi tụ lại, chuẩn bị bóc tắt trùng sáng, hỗn đảng. Đây là ngươi bức ta, tu la thiên tôn vừa hải vừa sợ, cắn răng giận dữ hết bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có thể cứu nhiều ít người nói xong câu đó tu la thiên tôn lập tức không chút do dự dẫn nổ chí tôn khư ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua chí tôn khư nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cả vùng không gian yên tĩnh như lúc ban đầu liền hạt cho bụi đều không nhúc nhích chớ nói chi là hủy diệt nửa ngày tu la thiên tôn khó mà tin ngẩng đầu nhìn về phía hứa thư Ngươi, ngươi cướp đoạt chí tôn khư quyền thống chế. Làm sao có thể? Ngay tại vừa rồi, Tu La Thiên Tôn phát hiện mình thế mà đã mất đi cùng chí tôn khư liên hệ, phải biết, cái này vạn năm thời gian bên trong, hắn sớm đã triệt để nắm giữ chí tôn khư, cùng nó hòa làm một thể, nếu không há có thể sống lâu như thế. Nói cách khác, chí tôn khư liền là hắn, hắn liền là chí tôn khư, nhưng hắn hiện tại lại cùng chí tôn khư đã mất đi liên hệ quả thực không thể tưởng tượng nổi giờ này khắc này tu la thiên tôn thực sự khó mà tiếp nhận chẳng lẽ hắn vạn năm thời gian cố gắng cứ như vậy uổng phí rồi có cái gì không thể nào ngươi không phải đã cảm nhận được sao hứa thư trêu tức nói nếu không phải không muốn để cho những cái kia là côn ngô giới chiến tử tiền bối hài cốt rơi vào hắc ám hư không coi như tu la thiên tôn thật dẫn nổ chí tôn khư hứa thư cũng có thể dùng sức mạnh bao trùm ở đây toàn bộ sinh linh bảo đảm an toàn của bọn hắn, Tu La Thiên Tôn, người này đến cùng là quái vật gì, coi như siêu việt trí tôn cảnh cường giả, cũng không cách nào trực tiếp cướp đoạt hắn dùng vạn năm thời gian dung hội quán thông trí tôn khư trưởng thống quyền A, thật là đáng sợ, ta, phốc, hứa thư không còn nói nhảm. Sinh sinh bóc tắt trùng sáng, tiêu tán vô hình, đến tận đây, Tu La Thiên Tôn thần hồn câu diệt, làm xong những này, hứa thư vỗ vỗ tay, nhẹ tô lại đạm viết thu hồi bát quái kỳ môn, phản phất làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, trầm mặt, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới, tu la thiên tôn thế mà cứ như vậy không có, mà hứa thư triển hiện ra uy năng. Thì vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết, thật lâu, nạp lan thần dẫn đầu kịp phản ứng, cao giọng nói, tiên tôn uy vũ, nghe vậy, còn lại tu sĩ nhìn nhau. Do dự mấy giây sau nhau nhau phụ họa theo đuôi, Tiên tôn uy vũ Tiên tôn uy vũ, tiên tôn uy vũ, rất rõ ràng, nếu như không phải hứa thư, hôm nay bọn hắn tất cả mọi người muốn biến thành tu la thiên tôn khôi phục chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, công ngô giới nguy rồi, bởi vậy trình độ nào đó giảng, hứa thư liền là công ngô giới chúa cứu thế, xưng hô hắn là tiên tôn cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc đã từng thượng của tiên tôn liền là cứu vớt công ngô giới mới có thể tên lưu vạn cổ tin tưởng hứa thư cũng không ngoại lệ, yên tĩnh, hứa thư nhíu mày, cảm thấy có chút ầm ỉ, bạch, nguyên bản giống như núi thở sóng thần thanh âm trong nháy mắt lắng lại. Trở nên vô cùng an tĩnh, cẩn tuân tiên tôn pháp chỉ, nạp lan thần cung kính nói, Ê, hứa thư có chút im lặng, lập tức phi thân rơi xuống, đi vào mới từ cái hố bên trong bò ra tới tôn tề thiên mặt trước, thế nào, thương thế như thế nào, không có việc gì không có việc gì, tôn tề thiên thụ sủng nhược kinh, Lắc đầu liên tục, một chút vết thương nhỏ thôi, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lời tuy như thế, Tôn Tề Thiên lại lòng dạ biết rõ, không có thời gian nửa năm mình căn bản đừng nghĩ khôi phục, trọng yếu nhất chính là, tu La Thiên Tôn lưu lại tại vết thương của hắn chỗ linh lực muốn phí rất lớn một phen tay chân mới có thể thanh trừ, tuyệt đối không đơn giản như vậy, Hứa Thư tự nhiên minh bạch Tôn Tề Thiên trạng thái, lúc này vất tay cho cái trị liệu thuật. Đổi lại người khác Hứa thư chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng tôn tề thiên để hắn nhớ tới một vị nào đó thần thoại nhân vật, chính xác giảng, hẳn là tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, khó tránh khỏi hơi xúc động, thế là liền đặt thù chiếu cố một chút, ừm. Ta, thương thế của ta tốt, tôn tề thiên khẽ giật mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đa tạ tiên tôn, tôn tề thiên vui mừng quá đổi, cao hứng không ngậm miệng được, đã hoàn toàn đem hứa thư phụng làm tiên tôn, tâm phục khẩu phục, có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn, không phải tiên tôn là cái gì. Cứ việc cho đến tận nay, công tề thiên còn không biết hứa thư danh tự, ha ha, các ngươi tiếp tục đi, giải quyết hết tu la thiên tôn, Hứa thư duỗi lưng một cái. Hướng Chí Tôn khư đi ra ngoài, đúng rồi, từ nay về sau, Chí Tôn khư vĩnh viễn sẽ không lại quan bế, cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nghẹn ngào la lên, tiên tôn ngài nói là sự thật sao đương nhiên hứa thư đã triệt để đánh xuyên qua côn ngô giới cùng chí tôn khư ở giữa lối đi khiến cho phi thường ổn định tức làm phát sinh không gian khúc cảnh hoặc loạn lưu cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì chí tôn khư là đã từng là côn ngô giới chiến tử cường giả phần mộ cũng là côn ngô giới bảo tàng chỉ có thu hoạch những cái kia chí tôn cảnh cường giả truyền thừa côn ngô giới mới có thể trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh ngăn cản ngoại địch nếu không cô ngô giới cũng không trở thành vạn năm thời gian không có từng sinh ra trí tôn cảnh cường giả. Ha ha ha, quá được rồi, đạt được đáp án, đám người cùng hỉ, lần nữa hướng hứa thư biểu thị cảm kích, bởi vì rất nhiều hạn chế, rất nhiều tu sĩ biết rõ có trí tôn khư tồn tại vẫn sống không đến trí tôn khư mở ra, nếu như trí tôn khư thật sẽ không quan bế, như vậy tiếp xuống thời gian ngàn năm bên trong, Côn ngô giới sẽ dần dần đạt tới từ thượng của thời kỳ cuối kết thúc sau cao độ trước đó chưa từng có. Lần này nguy cơ càng làm cho bọn hắn minh bạch, ngoại địch tùy thời có khả năng gián lâm, cho nên vô luận như thế nào, trước hết mạnh lên. Chương 243, Tương lai, ta Ta không nhìn lầm A à. Vừa rồi cái kia người giống như tay không xé mở không gian, chí tôn khư bên ngoài. Nguyên bản ngay tại thượng của chiến trường phụ cận chờ đợi lối đi lần nữa mở ra. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt không thể tưởng tượng nổi, tay không xé mở không gian, coi như thông thiên cảnh cường giả cũng làm không được a. À. Tóm lại vô luận như thế nào, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết, không, không nhìn lầm, là thật. Một người khác nuốt ngụm nước miếng, thần sắc cực kỳ chấn động, chờ một chút vết nứt không gian một bên khác tựa hồ là trí tôn khư, nửa ngày, có người đánh vỡ trầm mặt, yếu ớt nói, nhưng mà thật lâu quá khứ, nhưng không ai dám tới gần. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cùng bị cưỡng ép xé mở vết nứt không gian đến tột cùng ổn định không ổn định, đúng lúc này, trước đó xé mở vết nứt không gian thanh niên lại bay ra, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng cũng trực tiếp hóa thành lưu quan biến mất ở chân trời, thấy thế, đám người mờ mịt nháy mắt mấy cái không biết nên làm thế nào cho phải rất nhanh chí tôn khư bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ thượng của chiến trường các ngươi còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian tiến đến a à, đây là nạp lan thần thiện ý nhắc nhở dù sao ngoại trừ linh khí phù lục các thứ bên ngoài truyền thừa thường thường cần đạt được ý nghĩ của bản thể tán thành coi như bọn hắn chiếm lấy lấy chí tôn khư cũng không có tác dụng gì không bằng để càng nhiều người thử một chút, nghe vậy, đám người nao nao, có chút do dự, thẳng đến một người tu sĩ lấy hết dũng khí bước vào trí tôn thư, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, còn lại sinh linh mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đi theo sông đi vào, tin tưởng từ hôm nay trở đi. côn ngô giới sẽ chậm rãi tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là nửa tháng sau, trung ương thiên vực, bắc bộ, di răng thành làm trung ương thiên vực bắc bộ tiếng tâm lừng lẫy phồn hoa thành trì, di răng thành quy mô không thua kém một chút nào bốn đại thánh địa cùng chính đại thế lực quản lý bên dưới chủ thành, mà lại trong đó cường giả như mây. Có cực kỳ nghiêm khắc luật pháp cùng trật tự, phi thường yên ổn, giờ phút này, hứa thư đang cùng tiểu đồn ngồi tại di răng thành bên trong một nhà tử lâu bên trong ăn như gió cuốn, bên cạnh còn có vị nữ tu đàn tấu, tiếng đàn du dương êm tai, làm người tâm thần thanh thản, không hiểu buông lỏng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, hứa thư đã hoàn toàn nắm giữ tại trí tôn khư bên trong đạt được rất nhiều công pháp bí tịch. Cũng giống lấy trước đồng dạng khắp nơi du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, vui chơi giải trí, có thể nói quên cả trời đất, để hứa thư ngoài ý muốn chính là, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liên quan tới hắn tại trí tôn khư bên trong xóa bỏ tu la thiên tôn sự tình dấu vết thế mà liền đã truyền khắp trung ương thiên vực, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, cũng cho hắn cái mới xưng hô, cứu thế tiên tôn. Đối với xưng hô thế này, hứa thư thực sự dở khóc dở cười, bởi vì hắn thấy không khỏi quá ngay thẳng, quá trung nhị, may mà cho đến trước mắt ngoại giới còn không mấy cái người biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, không cần lo lắng đi tới chỗ nào đều bị xem như vây xem đối tượng. Trên thực tế, việc này sở dĩ sẽ truyền khắp nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì có các phương đỉnh tiêm thế lực ở sau lưng trợ giúp ý đồ lấy lòng không biết rời đi không rời đi hứa thư, thậm chí liên quan tới hứa thư thư tịch cùng tượng đá đã tại chế tác bên trong, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ trở thành bán chạy vật phẩm, càng quét trung ương thiên vực, tựa như vạn năm trước thượng của tiên tôn đồng dạng, đương nhiên, bọn hắn xác thực cực kỳ tôn kính hứa thư, rốt cuộc nếu như không phải hứa thư. Một khi tu la thiên tôn thôn vệ bọn hắn, thành công khôi phục trí tôn cảnh thực lực, giáng lâm cô ngô giới, ai có thể ngăn cản, nói một cách khác, Hứa thư chú định đem lưu danh cô ngô giới, ăn no chưa, hứa thư ngửa đầu uống sạch linh tử, nhìn về phía tiểu đồn, xuyên qua thế giới trò chơi trước, hứa thư hẳn là tính nửa cái kẻ nát rượu, bởi vậy ngẫu nhiên cũng sẽ uống chút linh tử tiêu khiển một chút. Ăn no nha, tiểu đồn vỗ vỗ bụng, lộ ra nụ cười hài lòng, đi thôi, buông xuống một túi linh thạch, hứa thư nhấc lên tiểu đồn, tiện tay thả trên bờ vai, bắt đầu ở di răng trong thành đi dạo, nửa tháng trước chí tôn cư mở ra. Các ngươi đoán xảy ra chuyện gì?" Ven đường, một người tu sĩ thần bí nói, "Chí Tôn khư nội ẩn tất giấu một cái năm đó người xâm nhập, có được Chí Tôn cảnh thực lực." Nhẹ nhõm đánh tan thế lực khắp nơi thủ lĩnh, không đâu địch nổi, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Cứu Thế Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhõm trấn sát người xâm nhập, cứu vớt cô ngô giới, một tên tu sĩ khác nhếch miệng, "Đủ số nhà trân, a, à, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, thôi đi." cái này sự kiện hiện tại người nào không biết. Hứa thư khóe mắt trung rẫy tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, tốt nhất cấp 6 thiên tài địa bảo, hôm qua vừa mới ngắt lấy, có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế đang dược, cuối cùng ba cây, người trả giá cao được, chuyển qua một lối đi, chỉ thấy cửa hàng bên ngoài bu đầy người, ông chủ ra sức hét lớn, hấp dẫn không ít tu sĩ kêu giá, 2.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, 4.000 khỏa, 6.000 khỏa, giá cả không ngừng gấp bội, không bao lâu liền phá vạn, nhưng vẫn cũ không có dừng lại, cùng loại đẳng cấp tương đối cao thiên tài địa bảo, bởi vì rất khó ngắt lấy, số lượng khang hiếm, thường xuyên có tiền mà không mua được, cho nên cần thông qua bán đấu giá phương thức cạnh tranh, loại tình huống này không tính là ít có, hứa thư sớm đã nhìn lắm thành quen. Hắn càng hiếu kỳ những tu sĩ này sẽ như thế nào, hứa thư trong mắt lóe lên một vòng thanh quan, thấy được đám người tương lai, có tiếng giai đăng thiên cảnh, tọa trấn một phương, có chết thảm hoang dã, thần hồn câu diệt, còn có bình thường, cứ việc không thể chạm đến cảnh giới cao hơn lại dị thường hạnh phúc, không sai, học xong những cái kia chí tôn khư công pháp bí tịch về sau. Hứa thư thu được năng lực mới, có thể trực tiếp xem thấu một cái nhân sinh bình thản kết cục, kỳ thật dựa theo công pháp giới thiệu, loại năng lực này chỉ có thể nhìn thấy một cái người mấy giây bên trong động tác, mà lại thời gian càng lâu, tiêu hao lực lượng càng lớn, cho dù là thiên cơ tôn giả mỗi lần cũng nhiều nhất kiên trì 5 giây, nhưng không nên xem thường cái này 5 giây. Chiến đấu bên trong nếu như có thể sách trước dự báo đối thủ trong vòng 5 giây động tác tương đương trực tiếp mở thiên nhãn, có thể dẫn đầu làm ra phán đoán, phòng ngừa bị tập kích hoặc cái gì đặc thù bí pháp đánh trở tay không kịp, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, tức làm sách tiên tri nói động tác của đối phương cũng không có cách nào tránh né, nhưng cùng cấp bên trong lại rất dễ dàng chiếm cứ ưu thế chính là dựa vào loại năng lực này, Thiên Cơ Tôn Giả trở thành thời kỳ thượng cổ gần với Thánh Tôn cường giả đỉnh cao, bất quá tại Hứa Thư gia trì dưới, công pháp năng lực đạt được bạo tạc thức tăng lên, không chỉ có không có hạn chế số lượng, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm xem thấu một cái người tương lai tất cả kinh lịch, càng đừng đề cập mấy giây bên trong động tác. Chờ chút, nếu như dùng loại năng lực này nhìn mình đâu, Hứa Thư toát ra một cái to gan ý nghĩ, không biết có thể thành công hay không do dự một chút, hứa thư cuối cùng nhịn không được cười lên, từ bỏ cái này cách làm, chấp tay rời đi, vô luận có thể thành công hay không, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà nếu quả như thật thành công, sách trước biết mình nhân sinh sợ rằng sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Chương 244, khởi đầu mới, quanh, rầm rầm, nước biển cuồn cuộn, đụng vào nham trên bờ, nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như hạt mưa giống như vẫy xuống, bay ra xa mấy chục mét, ướt nhẹp một mảnh thổ địa, lốn đốn lấm tấm, lệ, tầm mắt cuối cùng, có dị thú dương cánh, ngửa đầu lướt qua bầu trời, cực tốc kéo lên, cuối cùng xông vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, toàn thân bao trùm lấy lân giáp thằng làng nhanh chóng bò, thỉnh thoảng bỗng nhiên dừng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, dựng thẳng lên con ngươi, tự hồ đang tìm kiếm con mồi, ấu ấu ấu, giữa rừng núi, bạch lộc nhảy nhảy nhót nhót, thoáng hiện, đúng là như thế nhiều sinh linh, tạo thành một bộ sinh cơ bừng bừng, nhưng lại dị thường ôn hòa điềm tĩnh hình tượng. Tầm mắt rút ngắn, đây là một chỗ phản phất bị đao búa cưỡng ép sang bằng sườn đồi, nguy nga cao ngất, cùng hai bên kim hoàng sắc bãi các hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy phía trên cây cối tươi tốt, hoa cỏ hương thơm, thậm chí tồn tại không ít cao cấp thiên tài địa bảo, linh khí dị thường nồng đậm, mà tại sườn đồi nội bộ, thì đứng vững vàng một tòa có chút giản dị phòng ốc chỉ có hai tầng lầu cao, ngoại trừ cửa sổ, cùng một dưới mái hiên treo mấy khối tôm cá cùng thịt thú vật bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí, két, chỉ chốc lát, cửa phòng đẩy ra, đi ra một tên thanh niên áo trắng, vũ quan thanh tu, khí chất xuất trần, đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu hoạt động gân cốt, ha, hứa thư toàn thân cao thấp thể thể rung động. Kéo theo toàn bộ sườn đồi đi theo lay động, hù dọa vô số sinh linh, ca ca ngươi tỉnh rồi, buổi sáng tốt lành nha, phát giác được dị tượng, tiểu đồn từ bên cạnh bay tới, hai chân đạp không, tung bay ở hứa thư mặt trước, cười tủng tỉm nói, ơ ờ, sau lưng hắn còn đi theo hai con thải sắc chim nhỏ, lông đuôi dài đến nửa mét, đỏ tươi như máu, phá lệ xinh đẹp, hì hì, bọn chúng là ta bạn mới bằng hữu. Không mây, không mưa, tiểu đồn giới thiệu nói, không mây không mưa, hứa thư hơi sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái kỳ lạ danh tự, thu thu thu, không mây không mưa phát ra êm tai tiếng kêu, vây quanh hứa thư xoay tròn, mặc dù danh tự có chút kỳ lạ, nhưng hoàn toàn chính xác phi thường đáng yêu, các ngươi tốt, hứa thư cười chào hỏi, thu thu thu, chào ngươi chào ngươi. Không mây không mưa lập tức trả lời, đối với hiện tại hứa thư tới nói, muốn nghe hiểu thú ngữ không tính là việc khó gì, hì hì, bọn chúng liền ở tại phụ cận, ta trước đó cũng không biết đâu. Tiểu đồn duỗi ra tay, vuốt vuốt trong đó một con chim nhỏ, rất là thích, ấu ấu ấu, cái này, vừa rồi bạch lộc bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, đối tiểu đồng kêu gọi. Bộ dáng kia, quả thực như cái chờ đợi bằng hữu nhi đồng, tiểu bạch tới, đi, chúng ta qua bên kia chơi, tiểu đồng phi thân rơi xuống bạch lộc trên đầu, ôm lấy bạch lộc trắng ngoãn ống ánh sừng hưu, cùng không mây không mưa chạy vào núi rừng bên trong chơi đùa, thấy thế, hứa thư nhịn không được cười lên nghĩ không ra ngắn ngủi hai tháng, tiểu đồng thế mà đã cùng phụ cận sinh linh lẫn vào như vậy quen thuộc. Mà lại mỗi cái quan hệ đều cực kỳ tốt, thường xuyên ở cùng một chỗ, không sai, hứa thư đã ở chỗ này cư ngụ hai tháng, hai tháng trước, hứa thư rời đi trung ương thiên vực, một đường hướng Tây, đi vào cô ngô giới cực Tây chi địa bờ biển, cũng tiện tay đóng gian phòng ốc ẩn cư, rời xa thế tục, bởi vì biển sao quá mức nguy hiểm, chung quanh cơ hồ không nhìn thấy nửa cái bóng người. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy, về phần tiếp xuống nên làm gì, hứa thư dự định xâm nhập biển sao nhìn xem, rốt cuộc anh la đại lục xâm lấn đã chứng minh, phương thiên địa này tuyệt đối không chỉ cô ngô giới một cái văn minh, chỉ bất quá bởi vì biển sao không giới hạn, tăng thêm ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, có rất ít người có thể vượt qua thôi. Thời kỳ thượng cổ, Công ngô giới có lẽ có thể hướng ra phía ngoài thăm dò, nhưng bọn hắn lại không làm như vậy, kết quả kém chút bị người xâm nhập di diệt, có lẽ chính là dựa vào khắp nơi khuếch trương cướp đoạt, anh la đại lục mới có được hoàn toàn áp đảo công ngô giới phía trên lực lượng, phải biết, đối với tu hành người tới nói tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều người tu hành thường thường không phải là bởi vì thiên phú kém mới đưa đến thực lực dừng bước không trước, mà là bởi vì quá thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Nhưng không thể không nói, phương diện nào đó tới nói, cô ngô giới vận khí rất tốt, vạn năm trước bọn hắn gặp thượng của tiên tôn, giúp hắn đánh lui người xâm nhập, đạt được cứu vớt, vạn năm sau bọn hắn lại gặp hứa thư. Lần nữa bình yên vô sự, nếu như không phải thời gian chênh lệch quá lâu, hứa thư thật muốn hoài nghi vị kia thượng của tiên tôn có phải hay không giống như hắn đến từ phàm nhân tu tiên, vứt bỏ những này lung ta lung tung ý nghĩ hứa thư đón mặt trời nhảy xuống biển sao, soạt, ầm, không bao lâu, chừng to khoảng 10 trượng hải tộc bay ra mặt nước, trùng điệp đập xuống đất. Vẫn nhảy lên, cùng lúc đó, hứa thư lấy ra một dược đỉnh, đổ vào nước sạch các loại nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu nồi canh cá, lại là mấy ngày trôi qua, hứa thư gọi tới tiểu đồn, tế ra chiến thuyền nói, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi, đi nơi nào a? À? tiểu đồn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết, nhưng sẽ rời đi cô ngô giới. Hứa thư nhún vai, nếu như ngươi muốn giữ lại, ta có thể đem ngươi đưa về xám ma sơn rừng, không? Ta muốn đi theo ca ca, cứ việc có chút không bỏ, nhưng làm như thế nào tuyển tiểu đồn vẫn là rất rõ ràng, ta, ta có thể trước cùng các bằng hữu cáo biệt sao, không có vấn đề, hứa thư không quan trọng nói, từng, ta rất nhanh liền trở về, nói, tiểu đồn cấp tốc bay vào núi rừng đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tiểu đồng trở về, đi theo phía sau bạch lộc, không mây không mưa, còn có một số những sinh linh khác, đều là lộ ra lưu luyến không rời thần sắc, hứa thư, liền đưa đến nơi này đi, ta phải đi, gặp lại, tiểu đồng phất tay, thu thu thu, ấu ấu ấu, ngao ô, tại từng đợt tiếng kêu bên trong, hứa thư thao túng chiến thuyền xâm nhập biển sao. Chớp mắt đi xa, bởi vì không có mục đích rõ ràng, cho nên hứa thư cố ý tăng nhanh tốc độ, ngày đi 10 vạn dặm, rất nhanh liền cách xa cô ngô giới, so sánh lục địa, biển sao kỳ thật càng thêm đặc sắc, vô luận là rộng lớn trình độ, vẫn là nhiều chủng tộc dạng tính, đều siêu việt hơn xa cô ngô giới. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như đầu biết phát sáng bốn chân quái ngư, tám đôi mắt, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thần kỳ rùa đen, thậm chí xương cốt ở bên ngoài, huyết nhục ở bên trong quỷ dị sinh vật. Đương nhiên, phàm là dám nhảy ra mặt nước, tập kích chiến thuyền hải tộc, đều đã biến thành hứa thư cùng tiểu đồng đồ ăn, ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm hứa thư ăn xong điểm tâm. Vừa muốn tiếp tục tiến lên, khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình nhẹ liếc, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi xa thế mà có một hòn đảo, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn nhớ kỹ tối hôm qua lúc nghỉ ngơi căn bản không có, tình huống như thế nào. Chẳng lẽ trong đêm chiến thuyền mình động, làm sao có thể, rất nhanh, hứa thư phát hiện vấn đề. Không phải chiến thuyền động, mà là hòn đảo đang động, hắn xác thực tin mình không nhìn lầm, hòn đảo chính phá vỡ sóng biển, một chút xíu di động, hứa thư nhíu mày, nhìn kỹ lại, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai hòn đảo phía dưới đúng là con khổng lồ ngư quái. Chương 245, hiểu lầm, quái ngư hình thể cực kỳ rộng lớn, chừng mấy ngàn dặm chi lớn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, toàn bộ thân thể đều tìm ẩn tại dưới nước, gánh vác lấy hòn đảo chậm rãi di động, nhìn qua phá lệ hùng vĩ, cái này khiến hứa thư nhớ tới Lam Tinh một đoạn truyền thuyết, cuối cùng bắt chi bắt có minh hải người, hồ trời vậy. Có cá chỗ này, hắn rộng mấy ngàn dặm. Hắn dài xưng chỗ này, tên là Côn, nếu như đơn thuần hình thể, quái ngư cơ bản cùng Côn không có gì khác biệt, đáng nhắc tới chính là quái ngư thực lực phi thường cường hãn, cơ hồ có thể so với nhân loại trí tôn cảnh tu sĩ, tức làm đặt ở biển sao bên trong cũng không thể kinh thường, có lẽ chính vì vậy, quái ngư những nơi đi qua mới có thể làm chung quanh hải tộc tất cả trốn cũng giống như tản ra. Căn bản không dám trêu chọc, mà ở trên đảo thì non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, thậm chí cư trú rất nhiều sinh linh, nghiễm nhiên chính là một tòa độc lập tiểu thế giới, ổn định dị thường an bình, có ý tứ hứa thư hứng thú lúc này trực tiếp thu hồi chiến thuyền thả người đắp xuống hòn đảo trên trong rừng quỷ dị chính là đứng tại ở trên đảo lại hoàn toàn không cảm giác được mặt đất tại di động có chút thần kỳ dựa theo địa hình đi xem hòn đảo đại khái chia làm bốn mảnh khu vực rừng cây sông núi hồ nước bình nguyên trong đó rừng cây và bình nguyên linh khí nồng nặc nhất ở lại sinh linh cũng nhiều nhất nhưng cùng bình nguyên tướng so rừng cây muốn càng thêm nguy hiểm bởi vì ở nơi này cũng không phải là nhân loại quả nhiên hứa thư vừa mới giáng lâm liền đưa tới ba con phân thần cảnh tả hữu lang tộc yêu thú trống ba con yêu thú không nói lời gì đối với hứa thư phát động công kích miệng phung phong nhận càng quét rừng cây trong nháy mắt cắt đứt mười mấy cây mấy mét phẩm chất đại thụ phong tỏa ngăn cản hứa thư tất cả đường lui ken hứa thư không tránh không né mặc cho phong nhận đánh vào người từng khúc tán loạn không có nửa điểm tác dụng Đóng, thấy thế ba con yêu thú kinh hãi lập tức lông tóc nổ lên cũng không quay đầu lại điên cuồng bỏ chạy có thể sử dụng nhục thân đón đỡ phong nhận liền y phục đều không phá đủ để chứng minh người này tuyệt đối sẽ không thấp hơn tạo hóa cảnh bằng thực lực của bọn nó khẳng định không phải là đối thủ may mà hứa thư này lại không đói bụng cũng không có truy kích ý tứ để bọn hắn may mắn sống tiếp được đi mà hứa thư hiện tại càng tò mò hơn là nếu như quái ngư chìm vào trong nước biển hòn đảo sẽ như thế nào mặt khác quái ngư tại sao lại cổng tòa hòn đảo này bốn phía du động cũng cho phép những sinh linh khác ở lại nhìn đến trong đó hẳn là có không ít cố sự hứa thư tùy tiện quét mắt một vòng sau đó quyết định đi bình nguyên khu nhìn xem rốt cuộc linh thức bên trong nơi đó sinh hoạt nhân loại lại văn minh trình độ không thấp nhưng hứa thư vừa mới bay ra rừng cây liền bị mấy thân ảnh ngăn lại, tại bên cạnh bọn họ, bất ngờ đi theo vừa rồi kia ba con yêu thú, rất rõ ràng, những người này là ba con yêu thú gọi tới, khá lắm, thế mà lại còn gọi người, dừng lại, ngươi là ai? Đến thánh đảo làm gì, cầm đầu râu ngắn nam tử cầm trong tay linh khí, ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm hứa thư. Tràn ngập cảnh giác, thánh đảo, tòa hòn đảo này danh tự sao, hứa thư như có điều suy nghĩ, thân mật cười nói, các ngươi tốt tại hạ hứa thư trùng hợp đường tắt nơi đây cảm thấy thú vị thế là liền muốn tới xem một chút đối với râu ngắn nam tử cảnh giác hứa thư cũng không ngại bởi vì tin tưởng vô luận đổi lại là ai ở lại đây ngày nào đó đột nhiên nhảy ra một vị không biết ngọn ngành kẻ ngoại lai like. đều sẽ mười phần cảnh giác rốt cuộc đừng quên đảo bên ngoài liền là biển sao không giới hạn ẩn giấu đi các loại nguy hiểm mà có thể tại biển sao trên phi hành há lại sẽ là người bình thường, hứa thư, trâu ngắn nam tử nhìn từ trên xuống dưới hứa thư, như cũ không có buông lỏng cảnh giác, đại ca, muốn hay không thông tri tộc lão, một người khác đề nghị, từng Đi thôi, trâu ngắn nam tử gật đầu, đúng, đối phương lập tức lĩnh mệnh đi xa, hứa thư, ngươi đến từ nơi nào, phân phó xong thuộc hạ, trâu ngắn nam tử tiếp tục hỏi thăm, Ê, con ngô giới, hơi chút trầm ngâm, Hứa thư báo ra cô ngô giới danh hào, cái gì, lời vừa nói ra, râu ngắn nam tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi lớn. Quát lớn nói, bày trận, bạch, mấy người còn lại trong nháy mắt tế ra vũ khí, phân tán bốn phương tám hướng, đem hứa thư súng lại ở bên trong, linh lực không giữ lại chút nào phóng lên tận trời, từng cái đều là vô tượng cảnh tu sĩ, cầm đầu râu ngắn nam tử càng là đạt đến đăng thiên cảnh cấp bậc hứa thư, tình huống gì, bọn hắn cùng cô ngô giới có thù sao? Hừ, các ngươi bọn này người xâm nhập, nghĩ không ra sẽ tìm tới nơi này, vô luận như thế nào, quyết không thể để ngươi còn sống rời đi, trâu ngắn nam tử ngữ khí băng lãnh, sát cơ lộ ra, hứa thư càng thêm mộng bức, người xâm nhập. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cô ngô giới xâm lấn qua tòa hòn đảo này, không đợi hứa thư nghĩ rõ ràng, Trâu ngắn nam tử đã quơ linh khí phóng tới hắn. Tốc độ nhanh vô cùng, Sư Hứa Thư thân hình khẽ nhúc nhích, né tránh trâu ngắn nam tử công kích, bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải cái gì người xâm nhập, càng sẽ không xâm lấn nơi đây, ha ha, hoang đường, nếu như không phải là các ngươi bọn này người xâm nhập, chúng ta như thế nào co đầu rút cổ tại một hòn đảo nhỏ lên? Trâu ngắn nam tử cười lạnh, hiển nhiên không tin tưởng Hứa Thư. Chờ một chút, hứa thư nhíu mày bắt được câu nói này trọng điểm là người xâm nhập đem các ngươi bức tới nơi này hừ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra râu ngắn nam tử lần nữa huy động linh khí tích hướng hứa thư ba lần này hứa thư không có né tránh mà là trực tiếp dùng tay nắm lấy râu ngắn nam tử linh khí mặc cho râu ngắn nam tử như thế nào rút ra đều không nhúc nhích tí nào lặp lại một lần nữa ta không phải người xâm nhập Hứa thư kiên nhẫn nói, cô ngô giới cũng không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, cứ việc không rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng hứa thư cơ bản đã hiểu râu ngắn nam tử tại sao lại coi hắn là làm người xâm nhập, nếu không có gì ngoài ý muốn. Râu ngắn nam tử chỉ sợ chính là cô ngô giới người hậu duệ, chỉ bất quá đám bọn hắn coi là cô ngô giới bị người xâm nhập chiếm lĩnh. Cho nên mới sẽ đem hứa thư xem như người xâm nhập, người nói cái gì, râu ngắn nam tử mảnh sửng sốt, cô ngô giới không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, hứa thư lập lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, trâu ngắn nam tử lộ ra hoài nghi biểu lộ, tạp sát, lời còn chưa dứt, hứa thư cứ thế mà bẻ gãy linh khí, nếu như ta là người xâm nhập, các ngươi đã sớm chết. Trâu ngắn nam tử con ngươi thích chặt, kinh hải muốn tuyệt đồng thời lại á khẩu không trả lời được, đã hứa thư có thể tay không bẻ gãy linh khí của hắn. Như vậy hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm giết chết ở đây tất cả mọi người, căn bản không cần đến nói nhảm, thế nhưng là Dựa theo tộc trung cổ tịch ghi chép, cô ngô giới vạn năm trước liền đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh. Trâu ngắn nam tử trần chờ nói, lời vừa nói ra, tương đương với triệt để ấn chứng hứa thư phỏng đoán, trâu ngắn nam tử quả nhiên là cô ngô giới người hậu duệ, cũng không biết làm sao lại sinh hoạt tại tòa hòn đảo này bên trên, tự mình xem đi, hứa thư lười nhắc giải thích, trực tiếp lấy ra quyển kia cô ngô giới chi thần, tiện tay ném cho râu ngắn nam tử, cô ngô giới chi thần. Chương 246, Huyền Côn, hứa thư làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở mênh mông vô tận biển sao bên trong lần nữa gặp phải cùng cô ngô giới có liên quan sinh linh, hơn nữa nhìn tình huống tự hồ đã rời đi thật lâu, nếu không như thế nào cho rằng cô ngô giới sớm đã bị chiếm lĩnh, coi hắn là thành người xâm nhập đánh lớn ra tay, hiển nhiên, đối phương chí ít đã trên vạn năm chưa có tiếp xúc qua cô ngô giới, không phải chắc chắn sẽ không sinh ra loại này cấp thấp hiểu lầm. Sau 5 phút, trâu ngắn nam tử rốt cục xem hết, cô ngô giới chi thần, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, cô ngô giới thật không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh sao, nội dung trong sách cơ hồ hoàn toàn lật đổ hắn thuở nhỏ học tập nhận biết, trong chốc lát có chút khó mà tiếp nhận, chính xác trăm phần trăm. Hứa thư chém binh chặt sắc nói, trâu ngắn nam tử há to miệng, lâm vào trầm mặt, đại ca, thế nào, mấy người còn lại mờ mịt ai, chính các ngươi xem đi, trâu ngắn nam tử hít một hơi thật sâu, sau đó đem sách ném cho mấy người, nửa ngày, mấy người hoảng sợ nói, cái gì? Thượng cổ tiên tôn cứu vớt cô ngô giới. Cố hương của chúng ta cũng không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh. Phải biết, dựa theo tộc trung của tịch ghi chép, bọn hắn sở dĩ sinh hoạt tại tòa này huyền côn gánh vác hòn đảo bên trên, cũng là bởi vì cố hương cô ngô giới lọc vào tập kích, đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh, vô cùng nguy hiểm, tuyệt không thể trở về. Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho bọn hắn, cô ngô giới căn bản không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, ta không thể trực tiếp tin tưởng ngươi, muốn chờ tộc lão chạy đến sau lại làm phán đoán, mong rằng ngài có thể thông cảm, ý thức được hứa thư cường đại về sau, trâu ngắn nam tử ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, không quan hệ, hứa thư không quan trọng nhúng nhúng vai, rất nhanh, trận trận tiếng xé gió lên, từ xa mà đến gần, tấp tốc vượt qua chân trời, giáng lâm bên này khu vực. Chỉ một thoáng, linh lực mãnh liệt, cùng phong gào thét, chợt chỉ thấy một vị tóc trắng phơ, chống làm bằng gỗ quải trượng lão giả xuất hiện tại mắt trước, bên cạnh còn có tên kia vừa rồi đi thông báo tu sĩ, khụ khụ khụ, lão giả toàn thân rung động, một bộ dị thường suy yếu, gần đất xa trời bộ dáng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng cường giả có cái gì quan hệ tộc trưởng ngài không có sao chứ trâu ngắn nam tử kinh hải, không có việc gì không có việc gì bệnh cũ thôi tộc lão cười lắc đầu biểu thị không sao sau đó quay đầu nhìn về phía hứa thư vị này liền là xông vào thánh đảo ngoại nhân thấy thế trâu ngắn nam tử trên trước giới thiệu nói từng hắn gọi hứa thư đến từ côn ngô giới côn ngô giới tộc lão vẫn đục hai con ngươi bên trong đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang. Nguyên bản gần đất xa trời trạng thái trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, khí tức càng là liên tục tăng lên, đạt đến thông thiên cảnh cấp bậc, quanh, mênh mông linh lực giống như núi lửa giống như phun trào, bay thẳng mây xanh, thổi cây cối chập chờn, vạn vật thấp nằm, chờ một chút, tộc lão, râu ngắn nam tử vội vàng đưa tay ngăn cản, ngài xem trước một chút cái này. Nói, Râu ngắn nam tử lập tức để mấy người còn lại đem thư tịch dâng lên, thứ gì? Côn ngô giới chi thần, tộc lão nhíu mày, tộc lão, ngài xem trước một chút, trâu ngắn nam tử chân thành nói, sở đoạn cần nam tử một mặt ngưng trọng, tộc lão thoáng thu liễm khí tức, bắt đầu đọc qua thư tịch, không có gì bất ngờ xảy ra, làm xem hết, côn ngô giới chi thần, về sau. Tộc lão cùng râu ngắn nam tử đồng dạng lộ ra cực kỳ phụ trách biểu lộ, quyển sách này ở đâu ra, hắn cho, râu ngắn nam tử chỉ chỉ hứa thư, nghe vậy, tộc lão hơi chút trầm ngâm, thử thăm dò nói, các hạ có thể hay không chứng minh cuốn sách này chân thực tính, cuối cùng, đây chỉ là một quyển sách mà thôi, hoàn toàn có thể tùy ý bịa đặt, mà không có tính thực chất chứng cứ. Vô luận tộc lão, vẫn là râu ngắn nam tử, đều rất khó tin tưởng, từng, hứa thư bấm tay gãy nhẹ, Dứt khoát đem bộ phận liên quan tới cô Ngô giới hiện trạng hình tượng cùng tin tức đưa vào bọn hắn đầu óc bên trong, tỉnh tiếp tục nói nhảm, cô Ngô giới. Trung ương thiên vực. Bốn đại thánh địa, tộc lão đám người nhất thời hai con ngươi cấm đoán, tiến vào, đọc đến trạng thái. Một lát đi qua, tộc lão khó mà tin mở to hai mắt, ngươi làm cái gì, ngươi không phải muốn để ta chứng minh thư bên trong nội dung chân thực tính sao? Ta chứng minh cho ngươi xem a. À hứa thư chuyện đương nhiên nói tộc lão á khẩu không trả lời được trên thực tế hắn kinh hãi nhất cũng nghi ngờ nhất địa phương ở chỗ hứa thư đến tục cùng như thế nào đem những hình ảnh kia cùng tin tức đưa vào bọn hắn đầu óc bên trong quả thực không thể tưởng tượng đồng thời phương diện nào đó cũng đại biểu cho hứa thư có được viễn siêu thực lực của hắn thân là thông thiên cảnh cường giả tộc lão điểm này vẫn là rất rõ ràng nói một cách khác nếu như hứa thư thật sự là người xâm nhập tùy thời có thể lấy xóa bỏ bọn hắn, căn bản không cần thiết lãng phí miệng lưỡi giải thích. hiện tại tinh không, hứa thư nói tiếp, tin tưởng, tin tưởng, tộc lão liên tục gật đầu, nhịn không được vui đến phát khóc, nghĩ không ra cố hương của chúng ta cũng không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, quá tốt rồi, ha 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 ha, chúng ta có thể đi về, Ê các ngươi tại sao lại ở tại tòa hòn đảo này trên, hứa thư hiếu kỳ, ai, nói rất dài dòng a tộc lão thở dài, thượng cổ thời kỳ cuối. Bởi vì cô ngô giới bị người xâm nhập tập kích, gây nên làm tử thương vô số, sinh linh đồ tháng, rất nhiều chủng tộc cơ hồ bị giết tuyệt, thay ngang tháp đồng, chó gà không tha, thế là vì mạng sống, bộ phận sinh linh quyết định rời đi cô ngô giới, xâm nhập biển sao thay đường ra, tộc lão bọn người, liền thuộc về trong đó một chi xâm nhập biển sao nhân loại hậu duệ. Mà tổ tiên của bọn hắn chính là vị trí tôn cảnh cường giả, từng tại biển sao bên trong đã cứu khi còn bé một con huyền côn tính mệnh, cho nên cái này chỉ huyền côn mới nguyện ý gánh vác lấy bọn hắn, huyền côn, tức là dưới chân bọn hắn gánh vác lấy hòn đảo quái ngư, một loại thần thú sinh sôi dị loại, bởi vì huyết mạch duyên cớ, thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán. Chỉ cần bước vào trí tôn cảnh cấp độ, liền có thể sống vài vạn năm, không chút nào khoa trương giảng, hắn đã đưa tiễn mấy đời người về phần vị kia trí tôn cảnh tổ tiên tại dàn xếp xong người nhà cùng còn lại sinh linh về sau, liền làm việc nghĩa không trùng bước gia nhập cùng người xâm nhập kịch chiến bên trong, cũng là vị kia trí tôn cảnh cường giả trước khi chết tiền truyện đạt tin tức. Để bọn hắn cảm thấy cô ngô giới đã triệt để luân hãm, lựa chọn khống chế lấy huyền côn rời xa cô ngô giới, phòng ngừa bị người xâm nhập phát hiện, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đằng sau sẽ toát ra một vị thượng cổ tiên tôn cứu vớt cô ngô giới cái này vạn năm qua bọn hắn một mực sống ở huyền côn trên lưng, khắp nơi du lịch phiêu đảng, rất ít tại một chỗ dừng lại vượt qua nửa năm. May mà chính là biển sao bên trong vật tư phong phú, tăng thêm huyền côn sẽ tận lực tiến về linh khí nồng đậm hải vực, cùng truyền thừa ổn định, ngược lại không cần lo lắng tu luyện vấn đề, cho dù hòn đảo rất nhỏ, chỉnh thể lực lượng như cũ không thua gì cô ngô giới một cái đỉnh tim thế lực, thì ra là thế, hứa thư giật mình, khá lắm, đây không phải phiên bản đào hoa nguyên ký sao. ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sinh ra một cổ mảnh liệt mất trọng lượng cảm giác, ừm. Thế nào, hứa thư rõ ràng phát giác được hòn đảo độ cao đang giảm xuống, đừng lo lắng, chỉ là huyền côn đại nhân muốn chui vào nước biển bên trong mà thôi. Chương 247, biển sâu huyết sang hô, chui vào nước biển bên trong, cứ việc có chút ngạc nhiên, nhưng hòn đảo hoàn toàn chính xác đang không ngừng hạ xuống. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên dâng lên trong suốt sắc hình thoi tường phòng hộ lũy, vừa vặn bao phủ lại toàn bộ hòn đảo, ầm ầm, theo huyền côn ẩn vào biển bên trong, mặt nước bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nhưng lại bị tường phòng hộ lũy ngăn cách tại bên ngoài. Không có chút nào đối hòn đảo tạo thành ảnh hưởng, cứ như vậy, hòn đảo dần dần không vào biển bên trong, tia sáng càng ngày càng mờ, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh du động cá con, tựa như một cái cực lớn thủy tộc quán, có một phen đặc biệt phong cảnh, soạt, làm hòn đảo hoàn toàn bị nước biển bao trùm về sau, tường phòng hộ lũy tùy theo phóng xuống gợn sóng ánh sáng. Chiếu sáng tòa này, tiểu thế giới, cùng ở trên biển cơ bản không có gì khác biệt. Điều kiện tiên quyết là không thể đi ra tường phòng hộ lũy phạm vi, huyền côn mỗi lần lặn xuống đều đại biểu cho phụ cận có đồ tốt, vị bằng hữu này theo chúng ta cùng đi xem xem đi, tộc lão cân nhắc ngôn từ, mời nói, bạn đang đọc truyện trên 123trinh.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ngoại trừ thực lực cường hãn, tuổi thọ lâu đời bên ngoài, Huyền Côn còn có một loại năng lực đặc thù, liền là phân biệt thiên tài địa bảo các loại vật phẩm, cùng chuẩn xác bắt được một ít linh khí tương đối nồng đậm địa phương, bởi vậy luôn có thể mang theo bọn hắn tìm kiếm các loại đồ tốt tăng cao tu vi, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao hiểu lầm đã giải trừ, tổng phải nghĩ biện pháp rút ngắn điểm khoảng cách của song phương, nếu có thể trở thành bằng hữu thì tốt hơn, dù sao lấy hứa thư vừa rồi biểu hiện ra thực lực đi xem, tuyệt đối sẽ không thấp hơn trí tôn cảnh, có thể, hứa thư vui vẻ đáp ứng, thế là tại tộc lão đám người dẫn đầu dưới, hứa thư bay qua hơn phân nửa hòn đảo, đi tới huyền cung đầu, nơi này đã thoát ly tường phòng hộ lũy. Nhưng đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, trống, huyền cung phát ra to rõ êm tai huyết dài, truyền khắp toàn bộ hải vực đinh tai nhức ốc tự hồ tại biểu thị công khai mình gián lâm ào 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 sau một khắc giấu ở phụ cận hải tộc nhao nhao bỏ chạy sợ bị đối phương để mắt tới biến thành bụng bên trong mỹ thực trống huyền côn lần nữa kêu to vang vọng ngàn dặm huyền côn đại nhân uy vũ tộc lão hô to huyền côn đại nhân uy vũ còn lại tu sĩ phụ họa theo đuôi tại hắn trên lưng sinh sống vạn năm lâu bọn hắn sớm đã đem huyền côn xem như thủ hộ thần đối đãi nếu không chỉ bằng vào một hòn đảo trên tài nguyên có thể nào chèo chống bọn hắn tu luyện tới đăng thiên cảnh thông thiên cảnh hứa thư ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ huyền côn liền đã chìm xuống hơn vạn mét rất nhanh một đoàn yếu ớt hào quang màu đỏ xuất hiện tại mọi người mắt trước như ẩn như hiện tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt cách rất gần hồng quang cụ thể bộ dáng rốt cục hiển hiện phóng tầm mắt nhìn tới đúng là một mảnh huyết hồng sắc sang hô bầy líp nha líp nhíp giống như thượng đẳng nhất tác phẩm nghệ thuật. Xinh đẹp vô cùng, cái đó là, trâu ngắn nam tử mảnh trừng to mắt, biển sâu huyết sang hô, biển sâu huyết sang hô, một loại cực kỳ trân quý thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế đan dược, phi thường trân quý, thường thường cần hơn ngàn năm mới có thể hình thành, vây quanh biển sâu huyết sang hô chung quanh, linh khí cơ hồ đã nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí cùng nước biển đồng dạng hóa thành chất lỏng, một hít một thở ở giữa liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa năng lượng khổng lồ, cấp thấp tu sĩ nếu là ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị trực tiếp no bạo, rống, bỗng nhiên, nước biển cuồn cuộn, lập tức chỉ thấy sang hô bầy bên cạnh chui ra một con cự thú, đối huyền cung bào hiếu, không cam lòng yếu thế, nó hẳn là phụ cận nghe được huyền cung kêu to về sau. Duy nhất một con không có chạy trốn hải tộc, thông thiên cảnh cấp bậc, đủ để được xưng tụng chúa tể một phương, tiếc núi là, hắn gặp huyền côn trống, huyền côn mảnh mở ra miệng rộng, giống như tinh không giống như đen nhánh thâm thúy, một ngụm nuốt vào cự thú, tiến vào huyền côn miệng về sau, cự thú trực tiếp bị xoắn nát, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chết không thể chết lại, giải quyết xong cản đường cự thú, huyền côn lại một ngụm nuốt mất một nửa biển sâu huyết sang hô, hài lòng ở một cái, sau đó đem còn lại giao cho tộc lão, đa tạ huyền côn đại nhân, tộc lão thành kính quỳ xuống. Mừng rỡ như điên, có những này biển sâu huyết sang hô, bọn hắn nhất định có thể sinh ra càng nhiều đẳng cấp cao cường giả. Hứa đạo hữu, cầm, cái này nhưng là đồ tốt, tộc lão chậm rãi đứng dậy, đưa cho hứa thư một gốc, hứa thư cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận biển sâu huyết sang hô, trở tay thu vào nhà kho, trống, cùng lúc đó, huyền cung huy động xong vây cá, lại gánh vác lấy hòn đảo về tới trên mặt nước, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, ha ha ha, nhiều như vậy biển sâu huyết sang hô quá tốt rồi, râu ngắn nam tử cười to nói, hứa đạo hữu, muốn đi chỗ chúng ta ở nhìn xem sao. Hôm nay biết được cô tinh không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, lại thu hoạch nhiều như vậy biển sâu huyết sang hô, vừa vặn ăn mừng một trận, tộc lão lần nữa mời, đi thôi, hứa thư cười nói, được rồi, nửa đường, râu ngắn nam tử bay đến hứa thư bên người. Ngượng ngùng nói, thật có lỗi, hứa đạo hữu, trước đó bởi vì hiểu lầm hướng ngài động thủ, mong rằng ngài chớ để ý không quan hệ, hứa thư biểu thị không quan trọng, cái kia, ta gọi hàng chiêu, là thánh đảo người thủ vệ, trâu ngắn nam tử tự giới thiệu mình, người thủ vệ từ tu sĩ cấp cao tạo thành, chuyên môn phụ trách giữ gìn trật tự, xua đuổi ngoại địch. Bất quá cho đến tận nay, ngoại trừ tại huyền cô ngủ say trong lúc đó, còn chưa hề có sinh linh có thể leo lên thánh đảo, hứa thư chính là là cái thứ nhất, từng, hứa thư gật đầu đáp lại. Hàng chiêu bọn người toàn bộ ở tại hòn đảo nội địa Bình Nguyên, Phía trước liền là thanh tịnh thấy đáy hồ nước, đằng sau thì là liên miên trăm dặm sông núi, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ. Cực kỳ thích hợp buông lỏng tu luyện, ngoài ra, bình nguyên trên không có thành trì, mà là 10 cái thôn trấn, nhưng quy mô khá lớn, tổng cộng ở lại lấy mấy chục vạn sinh linh, để hứa thư ngoài ý muốn chính là, ở trên đảo không chỉ có nhân loại, yêu thú, còn có bộ phận yêu tộc cùng dị loại, mặc dù so sánh nhân loại tộc cùng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng các phương lại ở chung hòa hợp, vĩnh viễn sẽ không sinh ra xung đột, phương diện nào đó giảng có chút cùng loại vạn yêu quốc cha, đám người vừa rơi xuống, một thiếu nữ liền chạy vội tới, nhào vào hàng chiêu trong ngực, ai, hàng chiêu ôm lấy thiếu nữ cười nói, ha ha ha, ngoan linh linh, hôm nay có hay không thật tốt tu luyện a, à, có, thiếu nữ dùng nhẹ gật đầu, kiêu ngạo mà nói, sư trưởng nói, tiếp qua hai ngày ta liền có thể đột phá á. Ha 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 ha. Không hổ là ta hàng chiêu nữ nhi, hàng chiêu vui vẻ nói, mặc dù bọn hắn sinh hoạt cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng bởi vì lịch sử nguyên nhân, chưa hề lười biến qua tu luyện, liền là sợ hãi có một ngày sẽ giống đã từng đồng dạng lọc vào ngoại địch xâm lấn, hứa đạo hữu. Đây là ta nữ nhi hàng linh linh, hàng chiêu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, phân phó nói, linh linh. Đi nhanh lễ, người tốt, tên là hàng linh linh thiếu nữ giọt lựu lựu chuyển mắt to, hướng hứa thư không mình hành lễ, người tốt. Hứa thư cười nói, cha, hắn là ai a? À? Hàng Linh Linh nhỏ giọng hỏi thăm, một vị đến từ cố hương tiền bối, hàng chiêu trầm lặng nói, cố hương tiền bối, hàng Linh Linh nghĩ mãi mà không rõ. Chương 248, trở về, tộc lão, tộc lão, trong trấn các sinh linh nhao nhao cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính vô cùng, làm thánh đảo duy nhất tuổi tác vượt qua 2.000 tuổi thông thiên cảnh cường giả, tộc lão địa vị cực cao, cơ hồ có thể dùng lãnh tụ hình dung, mà lại chỉ có hắn mới có thể cùng huyền cung câu thông, từng, tộc lão khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, đêm nay muốn tổ chức thịnh hội. Triệu tập ở trên đảo toàn bộ sinh linh tới, ta muốn tuyên bố một kiện trọng yếu sự tình, nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng cũng không có hỏi thăm tình huống cụ thể, đúng, chỉ chốc lát, mặt trời lặn về hướng Tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương Đông. Ở tại trên đảo sinh linh cũng dần dần tụ tập tại phụ cận, bao quát yêu thú yêu tộc dị loại các loại chừng hơn mấy chục vạn ngoài ra bộ phận người thủ vệ đã ra ngoài bắt một ít cự hình hải tộc chuẩn bị làm thành đêm nay thịnh hội đồ ăn hưởng dụng mặc dù trên đảo sinh linh bởi vì cảnh giới tương đối cao cơ bản đều không cần ăn cái gì nhưng hải tộc huyết nhục bên trong thế nhưng là ẩn chứa dư thừa năng lượng đối tu luyện có rất lớn giúp ích ai sẽ cự tuyệt bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. T, thơm quá a, hắc hắc, lại có thể ăn vào hải tộc thịt, a nha nha, mau đem nước bọc lau lau, nhìn ngươi bộ kia quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, đúng rồi, tộc lão đột nhiên muốn tổ chức thịnh hội, triệu tập chúng ta tới có chuyện gì không? A, ta làm sao biết, các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá không bao lâu tộc lão liền nói cho bọn hắn đáp án chư vị thỉnh an tỉnh tộc lão bay lên giữa không trung đưa tay hư ép cả phiến thiên địa lập tức trở nên phá lệ yên tĩnh lại không nửa điểm thanh âm đám người ngẩng đầu lên yên tĩnh chờ đợi tộc lão phát biểu đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt tộc lão nổi lên hồi lâu chậm rãi nói cố hương của chúng ta cũng không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh xoạt chỉ một thoáng mấy chục vạn sinh linh sôi trào Cố Hương cũng không có bị chiếm lĩnh, cái gì ý tứ, kỳ quái, chúng ta không phải một mực sống ở thánh đảo trên sao, chờ một chút. Tộc lão nói tới Cố Hương, có phải hay không là cô ngô giới, cái gì? Cô ngô giới. Cái kia tiên tổ đã từng sinh hoạt địa phương. Không phải nói cô ngô giới sớm đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh sao, đến cùng chuyện gì xảy ra, yên tĩnh, tộc lão lần nữa đưa tay hư ép, khống chế lại thế cục, ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi, bởi vì ta cũng là vừa mới biết được, nhưng cô ngô giới đích đích xác xác không có bị người xâm nhập chiếm lĩnh, mà là tiên tổ hiểu lầm, dừng một chút, tộc lão lại nói, cho nên, ta quyết định dẫn đầu chư vị trở về cô ngô giới. Trở về cố hương của chúng ta, lời vừa nói ra, đầu tiên là một trận ngắn ngủi yên lặng, lập tức liền bộc phát ra càng thêm ồn ào tiếng nghị luận, trở về cô ngô giới. Trời ạ, à, cô ngô giới ở đâu? Thật không có vấn đề sao, cô ngô giới đến tục cùng cái gì bộ dáng, chúng ta rời đi lâu như vậy, có thể hay không lọc vào xa lánh. Nếu như cô ngô giới không nguyện ý tiếp nhận chúng ta đây, bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại thánh đảo, sớm thành thói quen cùng ngoại giới ngăn cách, hiện tại đột nhiên muốn đi một cái so ra mà nói địa phương xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có chút bối rối, mọi người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chư vị, tộc lão an ủi, trên thực tế, chỉ cần bọn hắn trở về cô ngô giới sau quan minh thân phận. Hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, mà lại bằng vào tộc lão thực lực, hoàn toàn có thể thay thế hủy diệt thông thiên ma giáo, sáng tạo một cái đỉnh tiêm thế lực, sự tình phía sau ta sẽ lần lượt tuyên bố. Hiện tại, thịnh hội bắt đầu, tộc lão vung tay lên, cười nói, từ khi biết được cô ngô giới cũng không bị người xâm nhập chiếm lĩnh về sau, tộc lão liền có trở về ý nghĩ nguyên nhân rất đơn giản mặc dù sinh hoạt tại thánh đảo trên thư giãn thích ý không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề nhưng thánh đảo cuối cùng quá nhỏ vẻn vẹn mấy ngàn dặm không có cách nào chân chính thi triển mà lại huyền côn tuổi thọ cuối cùng có hạn chờ đến huyền côn vẫn lạc ngày đó con cháu của bọn họ hậu đại nên làm cái gì chẳng lẽ lại tại biển sao trên phiêu lưu không có huyền côn thủ hộ như thế nào ngăn cản đẳng cấp cao hải tộc Húng chi cô ngô giới tài nguyên cũng không kém, nếu thực lực đủ mạnh, đứng vững gót chân chỉ là vấn đề thời gian thôi, bởi vậy, vô luận như thế nào, nhất định phải trở về cô ngô giới, cứ việc trong chốc lát khó mà tiếp nhận, nhưng các sinh linh vẫn là cấp tốc dung nhập thịnh hội bên trong, vừa uống rượu ăn thịt. Một bên vừa múa vừa hát, có thể nói quên cả trời đất, rốt cuộc tương tự thịnh hội thường thường một năm mới một lần, hứa đạo hữu mời, tộc lão đổ chén trân tàn ngàn năm linh tửu, đẩy lên hứa thư mặt trước, tạ ơn, hứa thư dơ lên rượu chén, ngửa đầu uống cạn, ân, mùi vị không tệ, a ô, a ô, bên cạnh, tiểu đồng ôm một khối lớn hải tộc thịt ăn như hổ đói. Miệng đầy chảy mỡ, làm người dở khóc dở, theo chí tôn khư không còn quan bế, tiếp xuống ngàn năm cô ngô giới khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều cường giả đỉnh cao thậm chí dần dần khôi phục thời kỳ thượng cổ cường thịnh trạng thái tộc lão bọn người lúc này trở về côn ngô giới không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, hô, vậy ta an tâm, tộc lão nhẹ nhàng thở ra, bất quá. Côn ngô giới có rất ít người loại. Yêu thú, yêu tộc, dị loại ở cùng một chỗ địa phương, ngươi muốn sách trước làm rõ ràng nha, hứa thư nhắc nhở, tộc lão sững sờ, lập tức nghiêm túc nói, ta minh bạch, ta sẽ hết sức ước thúc bọn hắn, sáng tạo một cái mọi người sống chung hòa bình địa phương đợi ăn uống no đủ về sau, hứa thư được an bài tại một tòa trong sân nghỉ ngơi, đã coi như là thánh đảo ít có xa hoa kiến trúc. Ngày thứ hai, hứa thư đón ánh nắng đi ra sân nhỏ, chuẩn bị tiếp tục lên đường, hứa đạo hữu muốn đi đâu. Không cùng lúc về cô ngô giới sao, tộc lão kinh ngạc, ta. Ha ha, ta tại thăm dò biển sao, liền không trở về, hứa thư lắc đầu cười nói, dạng này a, à, tộc lão giật mình, lúc này cũng không tiện lại nhiều nói chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió hứa thư phi thân lên khô tay nói đa tạ hứa đạo hữu tộc lão cảm kích sau đó dường như nhớ tới cái gì liền vội vàng hỏi đúng rồi hứa đạo hữu cô ngô giới tại nơi đó làm như thế nào tiến về bọn hắn thời gian dài phiêu lưu tại biển sao bên trên sớm đã quên đi cô ngô giới vị trí cụ thể nếu như không có chuẩn xác tọa độ lời nói sợ rằng sẽ biến thành con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, Hứa Thư cuối cùng, Hứa Thư giúp tộc lão chỉ rõ phương hướng, cùng một cái chính xác tọa độ, sau đó mới rời khỏi. Thiên nhân, thật là thiên nhân a, đưa mắt nhìn Hứa Thư biến mất ở chân trời, tộc lão nhịn không được cảm khái, ngừng chân một lát, tộc lão xoay người lại đến Huyền côn đầu, Huyền côn đại nhân, trống, Huyền côn có chút dừng lại. Tiếp lấy thay đổi phương hướng, hướng côn ngô giới bơi đi. Chương 249 biển sao chiến tranh, mênh mông biển sao, vô biên vô hạn, bầu trời cùng mặt nước một màu, cơ hồ không phân rõ ở đâu là bên trên, ở đâu là dưới, dị thường ưu mỹ, ngẫu nhiên có mấy chỉ hải tộc nhảy ra mặt nước, nhấc lên trận trận sóng lớn, nhưng lại rất nhanh rơi xuống, hứa thư nằm tại chiến thuyền bong tàu trên ghế dài, hai con ngươi khép hờ, chính thảnh thơi thảnh thơi dưỡng thần nghỉ ngơi. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, một trận sen lẫn khí tức hủy diệt linh lực ba động đập vào mặt thổi hứa thư tóc ngã về phía sau ha hứa thư duỗi lưng một cái mở to mắt liền thấy tầm mắt cuối trên mặt biển chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy quái phương viên trăm dặm vì thế kinh người mà tại vòng xoáy trung tâm thì có đạo cột nước dâng lên quán thông tầng mây giống như cây nấm giống như hướng ra phía ngoài tản ra che khuất bầu trời qua ca ca ngươi mau nhìn thật xinh đẹp a à. Tiểu Đồng chỉ vào cột nước kêu lên, "Hứa thư, bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ." Đơn thuần cảnh tượng, cái này bức hình tượng hoàn toàn chính xác có chút hùng vĩ xinh đẹp, nhưng rất rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ là có hải tộc đẳng cấp cao cường giả tại chiến đấu. Nếu không ở đâu ra linh lực ba động, đối với cái này, Hứa thư cũng không để ý, trực tiếp thao túng chiến thuyền lách qua vòng xoáy cùng cột nước tiếp tục tiến lên, nhưng mà làm hứa thư không nghĩ tới chính là, phía trước lại có càng nhiều hải tộc cường giả chiến đấu, phóng tầm mắt nhìn tới, song phương chí ít 10 vạn binh lực, các loại vũ khí, pháp thuật có thể sưng bay đầy trời. Đánh phụ cận thiên hôn địa ám, gió cuốn mây tan, cơ hồ không phân rõ phương hướng, dết dết dết. lăn ra chúng ta hải vực, một tên đỉnh đầu cá mập đầu hải tộc tu sĩ quơ tam xoa kích đâm xuyên đối thủ, ngửa mặt lên trời gào thét nói, hỗn đảng. Nơi này rõ ràng là chúng ta hải vực. Nên cút các ngươi, một cái khắc mọc ra tám chỉ xúc tu, giống như bạch tuộc hải tộc tu sĩ trầm giọng phản bác. Sau đó hướng kỳ trùng phong, a à, muốn chết, cá mập tộc cường giả rút ra tam xoa kích, không cam lòng yếu thế nên kích, ken, tam xoa kích cùng trường thương giao kích cùng một chỗ, lập tức bột phát ra chói tai kim thiết tiếng va chạm, nhấc lên nước biển chung quanh, hình thành một mảnh đường kính ngàn mét khu vực chân không bành 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 một chút khoảng cách so sánh sức lực thực lực hơi yếu hải tộc vô luận địch ta toàn bộ bị đánh nổ dọa đến còn lại hải tộc vội vàng bỏ chạy sợ lọt vào tác động đến hắc 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 chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu cá mập tộc cường giả nhếch miệng nhe răng cười lộ ra mấy hàng lóe ra hàng quan sắc bén răng trên tay lực đạo càng thêm kinh khủng ép bạch tuộc tộc cường giả sắc mặt thay đổi mấy lần. Liền liền rút lui, thật sao, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, bạch tuộc tộc đột nhiên miệng phun hôi thối khó ngửi đen như mực nước, thẳng đến cá mập tộc cường giả bộ mặt, đồng thời ẩn chứa kịch độc, bạch, nhưng cá mập tộc cường giả sớm có đoán trước, đầu lệch ra, liền nhẹ nhõm né tránh kịch độc mực nước, hai tộc giao chiến đã lâu, có thể nào không rõ ràng song phương thủ đoạn. Ngu xuẩn, không đợi cá mập tộc cường giả đắc ý, bạch tuộc tộc cường giả mặt khác sáu chỉ xúc tu mảnh buông ra trường thương, đem nó một mực cuốn lấy, ừm. Ngươi muốn làm gì, cá mập tộc cường giả rốt cục ý thức được không đúng, tại sáu chỉ xúc tu co vào dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống, thậm chí bắt đầu dần dần cầm không được tam xoa kích. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trên xúc tu cũng có độc, phốc phốc ngay tại cá mập tộc cường giả sử dụng ra tất cả vốn liếng muốn tránh thoát xuất tu lúc bạch tuộc tộc cường giả cũng đã dùng trường thương đụng bay tam xoa kích cắm vào cá mập tộc cường giả miệng bên trong ngô cá mập tộc cường giả trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc giống như trúng thạch hóa thuật giống như không thể động đậy phốc phốc bạch tuộc tộc cường giả lại lần nữa dùng sức triệt để quán xuyên cá mập tộc cường giả miệng vỡ nát thần hồn bành linh lực càng quét cá mập tộc cường giả tùy theo nổ thành huyết vụ, tiêu tán vô hình, ha ha ha, ta thắng. Ta xử lý cá mập tộc danh tướng, bạch tuộc tộc cường giả cuồng hỉ, xoẹt xẹt, vừa dứt lời, hàng quan chợt lóe lên. Bạch tuộc tộc cường giả trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, a, bạch tuộc tộc cường giả mờ mịt quay đầu, lại là một đạo hàng quan, mang đi đầu của hắn cùng thần hồn, người quá bất cẩn, chém giết bạch tuộc tộc cường giả một cái khác tên cá mập tộc tu sĩ cười nói, trên chiến trường nào có cái gì công bằng có thể nói, các huynh đệ, theo ta công kích, đánh tan đáng chết bạch tuộc tộc. Chương 250, đêm nay đồ ăn, chờ một chút, Sa Loan ý đồ ngăn cản vây công mình bạch tuộc tộc tu sĩ, nhắc nhở bên cạnh bọn họ có nhân loại, nhưng bạch tuộc tộc tu sĩ nhưng không quan tâm những chuyện đó, nhao nhao huy động vũ khí, vùa lên, muốn đem nó chém giết, sau đó. Bọn hắn liền bi kịch quanh nương theo lấy một cổ vô hình gợn sóng năng lượng khuếch tán ra đến, mười mấy tên bạch tuộc tộc tu sĩ lập tức bị hung hăng tung bay ra ngoài. Lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như bị sét đánh, sau đó khống chế không nổi miệng mũi phun máu, thụ trọng thương, ngô, chúng bạch tuộc tộc tu sĩ kinh hải muốn tuyệt, trong nháy mắt khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này mới chú ý tới đứng tại cách đó không xa hứa thư, thấy thế, sa loan trợn mắt hốc mồm, âm thầm kinh hãi thật là lợi hại, may mà mình vừa rồi cẩn thận. Không có trêu chọc đối phương, nếu không chỉ sợ bây giờ bị trọng thương chính là hắn. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, không muốn tại thuyền của ta trên chiến đấu, Hứa Thư ngữ khí lạnh lùng, nhưng cũng không trực tiếp xóa bỏ bọn hắn, rốt cuộc người không biết vô tội, cho chút giáo huấn là đủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không còn tiếp tục tìm đường chết. Ngươi là ai? trong đó mạnh nhất bạch tuộc tộc tu sĩ cưỡng chế chấn kinh, các cao nhìn chầm chầm hứa thư, biểu lộ cảnh giác vô cùng, hứa thư lười nhắc nói nhảm, đang chuẩn bị đem bọn gia hỏa này toàn bộ quét ra chiến thuyền lúc, lại là hai thân ảnh nhảy đi lên, một cái cá mập tộc, một cái bạch tuộc tộc, tu vi tất cả đều đạt đến đăng thiên cảnh, đủ để tả hữu một cái khu vực chiến trường tình thế. Mặt càng cao cấp hơn khôi giáp, địa vị hiển nhiên không thấp, chuyện gì xảy ra, cả hai trăm miệng một lời, tướng quân, bạch tuộc tộc tu sĩ trước tiên mở miệng, chỉ vào hứa thư nói, cá mập tộc mời ngoại viện, theo bọn hắn nghĩ, đã hứa thư ra tay đã thương bọn hắn, liền giống như cùng cá mập tộc cấu kết, nhất là tại khí thế ngất trời trên chiến trường, mọi người sớm đã giết đỏ cả mắt. Sao lại truy đến cùng tình huống cụ thể, nghe vậy, bạch tuộc tộc tướng quân quay đầu nhìn về phía hứa thư, lập tức con ngươi hơi co lại, nhân loại, làm bạch tuộc tộc lực lượng trung kiên một trong, Trương Bắc Hải từng gặp hai lần nhân loại, một lần là tại hắn lúc còn rất nhỏ, bây giờ đã qua ngàn năm, còn có một lần thì tại hơn 300 năm trước, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nơi đây sao sẽ có nhân loại, mà lại cùng cá mập tộc nhất lên quan hệ, phải biết, đại bộ phận hải tộc đều là xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại chính là sinh vật cấp thấp, huống chi một nhân loại, liền xem như ngoại viện thì có ích lợi gì, đến cùng chuyện gì xảy ra, cá mập tộc tướng quân đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, truyền âm cho Sa Loan, tướng quân, người này đặc biệt lợi hại. Tuyệt đối không nên trêu chọc, Sa Loan mau đem tiền căn hậu quả nói cho cá mập tộc tướng quân, lo lắng song phương sinh ra hiểu lầm, bộc phát xung đột, dạng này a, à, đi ngang qua nhân loại tu sĩ à, cá mập tộc tướng quân như có điều suy nghĩ, cứ việc không rõ ràng hứa thư lai lịch, nhưng có thể khẳng định là, có thể tại biển sao trên đi thuyền nhân loại tuyệt đối sẽ không yếu, thậm chí cực kỳ mạnh, tất bích các nhân loại, người muốn tham gia chúng ta bạch tuộc tộc cùng cá mập tộc ở giữa chiến tranh sao, bạch tuộc tộc tướng quân cẩn thận nói, không hứng thú, hứa thư khẽ nhíu mày, cút nhanh lên xuống dưới, hừ, càng rỡ, chương bắt hài sầm mặt lại, cảm thấy nhận lấy khiêu khích, thế là quyết định tiện tay xóa bỏ hứa thư, hắn vừa mới trải qua mấy trận huyết chiến, vốn là sát cơ nồng đậm, sát khí bức người, có thể nào bởi vì hứa thư một câu liền ngoan ngoãn lăn xuống đi, còn lại là cái nhân loại, Chương Bắc hài nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chỉ thấy hắn phân ra một con xúc tu, giống như lưỡi dao giống như vạch phá không khí quốc hướng Hứa thư, tốc độ nhanh vô cùng, đủ để khai sơn toái thạch, tiếp núi là, hắn gặp Hứa thư. Bành, xúc tu còn chưa tiếp xúc đến Hứa thư liền theo tiếng bạo liệt, đổ thành huyết vụ phiêu tán hoàn toàn biến mất, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trương Bắc hài cảm nhận được mãnh liệt kịch liệt đau nhức, bất quá hắn dù sao cũng là đăng thiên cảnh cường giả, muốn phong tỏa đau đớn không tính là việc khó gì, nhưng để Trương Bắc hài không thể nào tiếp thu được chính là Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hứa thư rõ ràng từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, trong chốc lát, Trương Bắc hài như rơi vào hầm băng, lộ ra sợ hãi biểu lộ, tướng, tướng quân, ngài không có sao chứ, còn lại bạch tuộc tộc tu sĩ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng run sợ nói, lui. Toàn bộ lui xuống đi. Chương Bắc Hải cắn răng phân phó nói, đúng, mười mấy tên không chút do dự bay xuống chiến thuyền, liền Chương Bắc Hải đều không hiểu thấu đã mất đi một con xúc tu, chớ nói chi là bọn hắn bọn này vô tượng cảnh, tạo hóa cảnh cấp bậc lâu la, ha ha ha, Chương Bắc Hải, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay cá mập tộc tướng quân cười to, các ngươi cũng cút xuống cho ta. Hứa thư không thể nghi ngờ, nếu như bọn gia hỏa này là thuần túy hải tộc sinh linh, hứa thư có lẽ sẽ chụp tới xem như bữa ăn tối hôm nay, nhưng bọn hắn ngoại trừ đầu lâu cùng bản thể đặc thù bên ngoài, cơ hồ đã trở nên cùng nhân loại không khác nhau, hứa thư thực sự không có chút nào hứng thú, về phần phía dưới chiến tranh, hứa thư càng không hứng thú tham dự, song phương cũng là vì tranh đoạt hải vực tài nguyên kẻ cướp đoạt không tồn tại cái gì chính nghĩa tà ác, a a a, cá mập tộc tướng quân không dám ngỗ nghịch, vội vàng mang theo sa loan bay đi, tự hồ sợ hơi chậm một chút liền sẽ giống chương bắc hài đồng dạng, ca ca, đêm nay chúng ta ăn cái gì a? đợi bạch tuộc tộc cùng cá mập tộc sau khi rời đi, tiểu đồn chảy chảy nước miếng hỏi, hứa thư, soạt, đúng lúc này, nước biển điên cuồng cuồng cuộn Chợt ra một con đường kính 10 mét phẩm chất khổng lồ xúc tu, cứ thế mà cuốn lấy chiến thuyền, tiếp theo là thứ hai chỉ xúc tu, thứ ba chỉ xúc tu. Rất nhanh, toàn bộ chiến thuyền liền bị sáu chỉ xúc tu cuốn lấy, cùng sử dụng lực hướng phía dưới lôi kéo, không sai, trở lại chiến trường Trương Bắc Hài càng nghĩ càng giận, thế là trực tiếp để chiến tranh cự thú đối chiến thuyền khởi xướng công kích. Cái gọi là chiến tranh cự thú, kỳ thật liền là bọn hắn tộc có ít lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng biến dị vật chủng, so sánh cái khác bạch tuộc tộc, chiến tranh cự thú càng giống là đơn thuần bạch tuộc, nhưng lại có thể so với dung thiên cảnh cường giả, cho Trương Bắc hài rất lớn lòng tin, động tĩnh bên này cấp tốc hấp dẫn hơn phân nửa chiến trường chú ý, vô luận cá mập tộc. Vẫn là bạch tuộc tộc tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cảnh tượng này, một mặt mê mang, đó là cái gì? Cá mập tộc kiểu mới vũ khí công kích sao, chưa thấy qua a à, ha ha ha. Cho ta xuống đây đi, Trương Bắc Hài cùng loạn kêu lên, đêm nay đồ ăn sao? Có, hứa thư cười lạnh nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, có chút ngu xuẩn vì cái gì thích tự tìm đường chết đâu. Rõ ràng đã đã cho cơ hội, phốc, ánh sáng trắng hiện lên, chiến tranh cự thú sáu chỉ xuất tu cùng nhau đứt gãy, toàn bộ rơi tại chiến thuyền bong tàu bên trên, quỷ dị chính là nhưng không có đổ máu, đêm nay nếm thử đồ nướng vĩ, nói xong, hứa thư bấm tay gãy nhẹ nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ hải vực, chuẩn xác khóa chặt lại chiến tranh cự thú cùng Trương Bắc Hài, lần này. Hắn cũng sẽ không lại cho Trương Bắc Hài thời cơ, làm sao có thể, Trương Bắc Hài trợn tròn mắt, thậm chí hoàn toàn quên đi phòng ngự, kết quả không ngạc nhiên chút nào. Cuối cùng Trương Bắc Hài cùng chiến tranh cự thú cùng một chỗ biến thành ám lam sắc huyết vụ dung nhập nước biển bên trong. Bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio. Sau khi thông quan trò chơi, ta vô địch. Chương 251, Ai U, ngươi làm gì, chỉ một thoáng, phụ cận mặt biển lâm vào an tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại mãnh liệt tiếng sóng không ngừng vang lên, giống như chiến chùa y nặng nặng gõ lấy trận toàn bộ sinh linh nội tâm, quanh quẩn ở bên tai, ai cũng không nghĩ tới, xúc phạm chiến thuyền hậu quả sẽ là loại này hạ tràng, thần hồn câu diệt, phải biết, chiến tranh cự thú thế nhưng là có thể so với dung thiên cảnh cường giả tồn tại. Toàn bộ bạch tuộc tộc cũng chỉ có bốn chỉ mà thôi, đến tột cùng cái gì cấp bậc tu sĩ mới có thể đem hắn nháy mắt giết, chẳng lẽ trên chiến thuyền có cao hơn dung thiên cảnh tu vi đỉnh tim đại năng, phát giác được vấn đề này bạch tuộc tộc các tu sĩ lập tức sắc mặt tái nhợt, toát ra nồng đậm sợ hãi, nhịn không được hướng về sau rút lui, trọng yếu nhất chính là Trương Bắc Hài vì sao muốn để chiến tranh cự thú công kích chiến thuyền, đối phương cùng cá mập tộc đến tột cùng cái gì quan hệ, nếu như trên chiến thuyền thật sự có một vị thông thiên cảnh đại năng, đủ để hoàn toàn thay đổi song phương chiến tranh thế cục. Trời ạ, à, bạn đang đọc truyện trên 123 trinh vip chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Phía dưới, Sa Loan nghẹn họng nhìn trân trối. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cứ việc được chứng kiến hứa thư uy năng về sau, đã biết hứa thư rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, quá kinh khủng, giờ này khắc này, Sa Loan càng thêm may mắn mình không có trêu chọc hứa thư, cũng làm hắn bảo vệ mạng nhỏ giải quyết hết chương Bắc hài cùng chiến tranh cự thú về sau, chiến thuyền không còn lưu lại. Trực tiếp hóa thành lưu quan vượt qua tốc độ âm thanh, biến mất ở chân trời, cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, rốt cục có vị cá mập tộc cường giả vung tay hô to, đánh vỡ trầm mặt, các huynh đệ, bạch tuộc tộc chiến tranh cự thú đã chết, chư vị còn đứng ngay đó làm gì, lập tức theo ta đánh tan bọn hắn. Giết, nói trực tiếp thi triển pháp thuật, xoắn nát chung quanh mấy chỉ bạch tuộc tộc tu sĩ không chút nào lưu thủ, giết giết giết, cùng lúc đó, còn lại cá mập tộc tu sĩ mảnh mà thức tỉnh, đồng dạng buông tay buông chân tùy ý giết chóc bắt đầu, một bên khác, hứa thư thao túng chiến thuyền rời xa phân tranh, sau đó đứng tại một chỗ gió êm sóng lặng địa phương, nơi xa, mặt trời chậm rãi rơi xuống, dùng đỏ tầng mây, bắn ra tại trên chiến thuyền, phát họa ra một bộ duy mỹ hình tượng. Kaka, đồ nướng vĩ là cái gì a? À? Tiểu đồng hiếu kỳ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết hứa thư lấy ra một khối tấm sắt, triệu hồi ra hải tâm xích làm nóng, đợi đạt tới nhất định nhiệt độ về sau, liền đem nó bên trong một đầu chiến tranh cự thú xúc tu rửa ráy sạch sẽ, cắt thành mấy khối đặt ở đi lên, suy suy suy, xúc tu tiếp xúc đến nóng hổi tấm sắt trong nháy mắt điên cùng vặn vẹo run run. Phản phất như cũ có được sinh mệnh đồng dạng, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại thu nhỏ. Đối với cái này, hứa thư lơ đỉnh, lần lượt trải lên các loại gia vị cùng phụ liệu dần dần bắt đầu tản mát ra mê người mùi thịt chỉ chốc lát một phần thơm ngào ngạt nóng hổi bạch tuột xúc tu đồ nướng vĩ làm xong qua wow, thơm quá a à, tiểu đồn hai mắt tỏa ánh sáng lập tức không kịp chờ đợi nhào tới kết quả lại bị hứa thư đưa tay bắt lấy chờ một chút ngươi bây giờ còn không thể trực tiếp ăn vì cái gì a à, tiểu đồn ủy khuất nâng lên miệng ách vì cái gì ngươi trong lòng mình không điểm bê số sao mặc dù trong khoảng thời gian này tiểu đồn đã thành công tiến giai phân thần cảnh nhưng cuối cùng chỉ có phân thần cảnh sơ kỳ mà thôi trái lại bạch tuột xúc tu chủ nhân lại là có thể so với dung thiên cảnh cường giả chiến tranh cự thú tại cả hai chênh lệch to lớn như thế tình huống dưới như tiểu đồn tùy tiện nuốt xúc tu chắc chắn sẽ bị tại chỗ no bạo cuối cùng hứa thư rút lấy xúc tu bên trong bộ phận năng lượng lại sơ lược làm xử lý mới giao cho tiểu đồn bởi vì xúc tu quá mức khổng lồ dù là hứa thư cùng tiểu đồn duy nhất một lần cũng chỉ ăn nửa cái mà thôi về phần còn lại hẳn là đủ dùng ăn một tháng thời gian đương nhiên hứa thư không có khả năng ăn một tháng đồ nướng vĩ ha ha cốt no bụng a tiểu đồn nâng cao bụng nằm trên bông thuyền ngước nhìn đỉnh đầu sáng chói đầy sao mở miệng hỏi ca ca chúng ta lúc nào mới có thể đến lục địa a so sánh lục địa không giới hạn biển sao thực sự quá nhàm chán tiểu đồn cực kỳ không thích mà lại không có hắn thích nhất mức quả, từng. Mấy ngày nữa đi, hứa thư tùy ý đáp, kỳ thật trải qua linh thức tìm kiếm về sau, hắn đã có cái mục tiêu rõ rệt, dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến, cho nên hoàn toàn không nóng nảy, mấy ngày, tiểu đồn bẻ ngón tay tế sổ hai lần. Lại không nín được hỏi, nơi đó có hay không mức quả, hứa thư, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm, trên biển thăng ngày mai, thiên nhai chung lúc này, hứa thư vặn eo bẻ cổ đi ra chiến thuyền buồn nhỏ trên tàu, tiếp tục xuất phát, nhưng mà không bao lâu, một mảnh ô ép một chút mây đen liền xuất hiện ở phía trước, che khuất bầu trời, nương theo lấy hơn trăm mét cao sóng biển mãnh liệt mà tới. Tự hồ muốn đem thiên địa bao phủ, cho đến tận nay, hứa thư tại biển sao trên tối thường gặp phải, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài liền là phong bạo, thường thường có thể tràn quét toàn bộ hải vực, lan tràn mấy ngàn dặm, ven đường những nơi đi qua, vô luận thứ gì đều bị phá hủy, liền thực lực hơi yếu hải tộc cũng không ngoại lệ, thấy thế, hứa thư nhíu mày, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Hô, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, quét ngang đầy trời, đúng là cứ thế mà thổi tan phong bạo, ca ca, mau nhìn, lục địa, là lục địa, chiến thuyền phía trước, tiểu đồn nhảy cẩn hoang hô, cao hứng bừng bừng kêu lên, từng, biết, hứa thư khẽ gật đầu, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nơi đây liền là hắn lựa chọn bởi vì phải gìn giữ thần bí tính, cho nên hứa thư cũng vô dụng linh thức liếc nhìn đại lục chỉnh thể tình trạng, không biết cùng cô ngô giới khác nhau ở chỗ nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lục ven bờ là mảnh tạp nhạp đá xanh khu, trụi lũi, không nhìn thấy nửa cái bóng người, cái này rất bình thường, vô luận là ở đâu bên trong biển sao hẳn là đều thuộc về cấm địa, trừ phi đủ cường đại, tốt, tiểu đồn, chúng ta đi qua đi, hứa thư thu hồi chiến thuyền nói, hì hì ha ha, cốt a tiểu đồng thuần thục nhảy đến hứa thư trên bờ vai. Kích động, vuốt vuốt tiểu đồng đầu, hứa thư chân đạp hư không, từng bước một hướng phía đại lục đi đến, có lẽ là bởi vì có chút hoang vu nguyên nhân, phương viên mười dặm linh khí cực kỳ mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được, hứa thư đảo mắt một tuần, chậm rãi tiến lên, đại thái chừng 10 phút đồng hồ, hứa thư rốt cục thấy được cái thứ nhất sinh linh, đây là gà, chính xác giảng, là một con so với người còn cao gà, toàn thân cánh chim bày biện ra màu xám trắng, trên đầu lông tóc thì hướng hai bên tách ra, nhìn qua phá lệ buồn cười, ân, để hứa thư nhớ tới một vị nào đó thích chơi bóng rổ da hỏa, trắng gà quay đầu lại, cùng hứa thư bốn mắt tương đối, không khí trong chốc lát hơi có vẻ yên tĩnh, lạc lạc lạc, sau một khắc. Trắng gà đầu ngẩng cao, giống như là nhận khiêu khích giả thú, phe phẩy cánh nhào về phía hứa thư, ai ấu, ngươi làm gì? Chương 252, Đại Lục, Lạc lạc lạc, trắng gà tốc độ ngoài dự liệu nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền tới đến hứa thư mặt trước, mỏ sắc giống như liêm đao giống như mổ dưới, đồng thời ẩn chứa linh lực ba động, mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió, ầm, mặt đất oanh minh, đá vụn vẫy ra, hứa thư nguyên bản đứng thẳng địa phương đúng là bị cứ thế mà đục mở một cái hố. Sâu không thấy đấy, lạc lạc lạc, gặp hứa thư nhẹ nhõm né tránh, trắng gà lập tức càng thêm phẫn nộ lúc này liền lần nữa khởi xướng tiến công, chỉ thấy nó phải cánh vung lên, trong nháy mắt bắn ra lấy ngàn mà tính lông vũ, mỗi cái đều có thể so với đê phẩm linh khí, chém sắc như chém bùng, che ngập bầu trời bao phủ lại hứa thư, ken ken ken, lần này hứa thư không có tránh né. Mặc cho lông vũ đánh vào người, không nhúc nhích tí nào, trái lại lông vũ, lại toàn bộ nổ thành bột phấn, trắng gà đầu đầy dấu chấm hỏi, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trụi lũi phải cánh, lâm vào trạng thái đờ đẫn, là một con nghe thái hồng gà, hắn lông vũ trời sinh liền dị thường kiên cố, cũng là chủ yếu thủ đoạn công kích, có thể tự nhiên phát xạ thu hồi. Cực kỳ thuận tiện, rất nhiều con mồi cùng đối thủ liền là bị nó dùng lông vũ đâm chết, kết quả hiện tại thế mà phản vệ nổ tung, có lầm hay không, gia hỏa này là quái vật sao, không đợi trắng gà nghĩ rõ ràng, hứa thư trực tiếp trở tay cho một chưởng, phốc chích chích bụi mù tứ tán, một cái to lớn thủ ấn tùy theo hiển hiện, mà trắng gà thì giống trang giấy giống như dán tại trên mặt đất. Từ lập thể biến thành mặt phẳng, nếu như là cái gì khác sinh linh, hứa thư có lẽ sẽ giữ lại đêm đó bữa ăn, nhưng cái này chỉ trắng gà bộ dáng thực sự quá không hài hòa, luôn luôn để hắn nghĩ tới vị kia thời gian dài 2 năm rưỡi luyện tập sinh, làm người buồn cười, vượt qua trắng gà thi thể về sau, hứa thư tiếp lấy thăm dò đại lục, rất nhanh liền xâm nhập trăm dặm. Nhưng ngoại trừ mấy chỉ hình thể khá lớn sinh linh bên ngoài, như cũ không nhìn thấy nửa điểm nhân loại tung tích, khác biệt duy nhất chính là, theo hứa thư xâm nhập đại lục, rời xa biển sao, linh khí chung quanh cùng sinh cơ cũng bắt đầu dần dần nồng đậm, liền là cây cối cao lớn lạ thường tráng kiện, chừng hơn trăm mét, chẳng lẽ trên khối đại lục này căn bản không có nhân loại. Hứa thư âm thầm suy đoán, loại tình huống này kỳ thật rất bình thường, rốt cuộc biển sao bao la khôn cùng đại lục rất nhiều tự nhiên không có khả năng toàn bộ từ nhân loại thống trị bởi vậy sinh ra văn minh khác cũng khó nói tạp sát đúng lúc này bên cạnh đột nhiên chui ra một con côn trùng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay không đúng phải nói là con kiến lớn chừng quả đấm con kiến ta không nhìn lầm a à, hứa thư nao nao con kiến cũng không có phát giác được hứa thư hơi chút dừng lại sau liền lựa chọn một cái phương hướng chậm rãi bò hẳn là tại tìm kiếm thức ăn tiếp theo là con thứ hai con thứ ba con thứ tư ngắn ngủi một lát mấy trăm con kiến liền chui ra mặt đất sau đó xếp thành một đầu tuyến bò chỉnh chỉnh tề tề quy quy vô cùng khối đại lục này con kiến đều lớn như vậy sao hứa thư kinh ngạc hô gió nhẹ nhẹ phẩy gợi lên hoa cỏ chập chờn mơ hồ sen lẫn dị hương hứa thư theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn thấy một con hình thể có thể so với cối xây hồ điệp từ mắt trước bay qua không vội không chậm hồ hồ điệp ầm 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 cùng lúc đó mặt đất chấn động một con như ngọn núi nhỏ hôi hùng từ phụ cận đi tới vẫn không có phát giác được hứa thư nhưng lại trong lúc vô tình giẫm chết mấy chục con kiến chậm rãi đi xa giờ này khắc này hứa thư lại không minh bạch chuyện gì xảy ra là thuộc về ngu ngốc rồi rất rõ ràng, khối đại lục này sinh linh muốn càng lớn càng mạnh, vô luận là hơn trăm mét cao cây cối, lớn chừng quả đấm con kiến, có thể so với cối xây hồ điệp, vẫn là núi nhỏ giống như khôi ngô hôi hùng, đều đã chứng minh điểm ấy. Trống, sau một khắc, đinh tai nhức ốc bào hiếu truyền đến, vang vọng núi rừng, xuyên kim liệt thạch, ầm. Ầm. Ầm, chỉ thấy vừa mới đi ngang qua hôi hùng lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy trở về, biểu lộ vừa sợ vừa giận, thậm chí còn kèm theo một tia sợ hãi, mà tại hắn trên phần bụng, lại nghiêng cắm một cây trường mâu, chính vẫn chảy đổ máu, phản phất suối phun thác nước. Cấp tốc nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa, không ngạc nhiên chút nào, trường mâu phi thường thô to, cơ hồ trực tiếp quán xuyên hôi hùng, ha ha ha. Muốn chạy trốn, hôi hùng sau lưng, hai cái cự nhân dẫm lên thân cây tả hữu nhảy vọt, theo đuổi không bỏ, không sai, đúng là cự nhân bởi vì bọn hắn thân cao vượt qua 40 mét, không thua kém một chút nào hôi hùng, trống, hôi hùng gầm thét. Trong miệng mảnh phun ra nóng bỏng hỏa diễm, muốn ngăn cản hai cái cự nhân, ha, nào có thế đoán được trong đó một cái cự nhân đồng dạng há miệng phản kích, bất quá phun ra lại là hàng khí, cưỡng ép hóa giải hỏa diễm, ngăn cản không có kết quả, hôi hùng đành phải tiếp tục vùi đầu chạy trốn, không có cách, lọc vào phục kích trọng thương nó đã căn bản không phải hai người đối thủ nhưng mà một cái khác cự nhân cũng không tính cho nó đường sống, cấp tốc nắm đúng thời cơ, dựng cung bắn tên, đừng, bám vào bàn bạc linh lực linh tiễn vạch phá không khí, công bằng, bắn trúng hôi hùng hậu tâm, ngao ô, trống, mắt thấy đã không chỗ có thể trốn, hôi hùng cắn răng, quyết định quay người liều mạng, tự hồ ý thức được hôi hùng ý nghĩ, hai cái cự nhân đột nhiên dừng lại, riêng phần mình đứng tại một cây trên cành cây, lộ ra biểu tình hài hước, tuyệt không tới gần mặc dù bọn hắn có nắm chắc trấn áp trọng thương Hôi Hùng, nhưng hoàn toàn không tất yếu mạo hiểm. Rốt cuộc như Hôi Hùng đối cứng lấy công kích lấy thương đổi thương lời nói, khẳng định sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Ngao ô, Hôi Hùng giận không kìm được, quơ tay gấu phóng tới bên trái tóc đỏ Cự Nhân, bởi vì liền là bên trái da hỏa đem Trường Mâu cắm vào trên người hắn. Bạch, làm sao Hôi Hùng còn chưa tới gần, tóc đỏ Cự Nhân liền trực tiếp tung người một cái nhảy tới bên cạnh trên cành cây không chút hoang mang, ầm ầm, hôi hùng hung hăng đụng gãy thân cây, nhưng không đối tóc đỏ cự nhân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, đừng, lại là một chi linh tiễn bắn ra, chuẩn xác bắn trúng hôi hùng đầu gối, bịch, vốn là thương thế nghiêm trọng hôi hùng đột nhiên mất đi chèo chống, rốt cục đứng không vững ngã xuống, gào thét càng thêm thảm liệt, ha ha ha, thế nào, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta tiễn thuật. Bắn tên cự nhân cười nói, ngu xuẩn, nếu không phải ta dẫn đầu trọng thương nó, suy yếu lực lượng của nó, chỉ bằng ngươi kia mấy cây mũi tên có thể phá phòng, tóc đỏ cự nhân biểu môi phản bác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, đúng là cây kia đánh lén trường mâu làm ra mang tính then chốt tác dụng, ngao ô. Ngao ô, hôi hùng không cam lòng gầm rú, cuối cùng nên đón thứ ba chi linh tiễn. Lần này, mục tiêu là đầu, phốc, linh tiễn kết thúc hôi hùng sinh mệnh, giải quyết, bắn tên cự nhân nhảy xuống cây làm, thật cao hứng đi vào hôi hùng thi thể trước, hắc hắc đem nó mang về hẳn là liền không ai dám xem nhẹ chúng ta, nói nhảm, đây chính là liệt diễm gấu lửa, lực lớn vô cùng, dù là trong bộ lạc dũng sĩ, một lần cũng nhiều nhất đối phó một con mà thôi. Tóc đỏ cự nhân rút ra trường mâu, đắc ý nói, ha ha ha, nhanh đi về đi, nói, hai người đơn giản thanh sửa lại một chút huyết dịch, chợt nâng lên hôi hùng, vui mừng hớn hở rời đi. Chương 253, Nguyên Thủy Văn Minh, nơi xa mắt thấy hoàn toàn quá trình hứa thư như có điều suy nghĩ sau đó không chút do dự đuổi theo đã có nhân loại khẳng định như vậy cũng có văn minh tồn tại cùng đi qua nhìn một chút có lẽ có thể để cho hắn hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới khối đại lục này tin tức bởi vì khiên hôi hùng cho nên hai cái cự nhân tốc độ cũng không nhanh mà lại bởi vì lo lắng gây nên những yêu thú khác chú ý căn bản không dám phi hành từ đầu tới cuối duy trì lấy chú ý cẩn thận mà trên đường đi, hứa thư thì thấy được các loại phóng đại bản sinh linh, tỉ như hình thể không thua gì phổ thông lão hổ con sóc, cánh triển khai sau dài đến mấy thước chim, cùng quấn quanh lấy cây cối, lại dài lại thô, giống như dao long mãn xà. So sánh dưới, hứa thư liền lộ ra có chút nhỏ bé, cơ hồ cùng bộ phận côn trùng không có gì khác biệt, bởi vậy, trong lúc đó phàm là đem hứa thư xem như đồ ăn tập kích sinh linh, toàn bộ bị hắn tiện tay dương đại khái chừng nửa canh giờ, hai cái cự nhân rốt cục khiên hôi hùng đi ra núi rừng, mắt trước tràn cảnh lập tức rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh mang không bờ bến bằng phẳng mặt đất. Dọc theo cách xa hàng vạn dặm, ô hô, tóc đỏ cự nhân vui vẻ ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức tăng tốc bước chân, trực tiếp nhảy lên không trung phi hành, ha ha ha, chúng ta trở về Á, bắn tên cự nhân đồng dạng phi thân lên, biểu lộ vô cùng đắc ý, thấy thế. thế. Hứa thư lông mày gãy nhẹ, đầu tiên là tản ra linh thức càng quét mặt đất, sau đó liền tiếp theo đi theo hai cái cự nhân đằng sau tiến lên. Dựa theo đẳng cấp phân chia, hai cái cự nhân thực lực đều tại cấp 3 giai đoạn, cũng chính là phân thần cảnh, bất quá như chỉ nói tới sức mạnh cùng phòng ngự, bọn hắn khẳng định sau cô ngô giới phân thần cảnh muốn càng mạnh, Trước cuộc hình thể bày ở kia, coi như không tu luyện đều rất lợi hại. Tiện tay liền có thể chụp chết bình thường thế giới mảnh chim hung thú, đương nhiên, có được càng cường lực hơn lượng cùng phòng ngự đồng thời, bọn hắn cũng đã mất đi nhanh nhẹn cùng độ linh hoạt, chí ít không có cách nào cùng cô Ngô Giới tu sĩ đánh đồng, nếu như một cái cô Ngô Giới phân thần cảnh tu sĩ ở chỗ này cùng nó chiến đấu lời nói, chỉ sợ kết quả chưa chắc sẽ thua, về phần bị hai cái cự nhân bắt lấy hôi hùng, kỳ thật cũng thuộc tại phân thần cảnh cấp bậc. Chỉ bất quá đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, thực lực so hai cái cự nhân mạnh lên một chút nếu không phải sử dụng đánh lén thủ đoạn bọn hắn cũng không có khả năng không bị thương chút nào tiêu diệt đi hai cái cự nhân phi hành đại khái mấy chục dặm đường đi một cái phản phất nguyên thủy bộ lạc thông trang liền xuất hiện ở phía dưới nhân số không nhiều nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân quy mô rất lớn tràn ngập nam nữ già trẻ nhưng mà vô luận phòng ốc quần áo vẫn là cái gì còn lại kiến trúc công trình toàn bộ đều phi thường đơn sơ không có chút nào mỹ quan có thể nói, trong thôn trang chỗ có trương treo gia thú, miêu tả lấy kỳ dị đồ án, mà bên ngoài, 10 cái cầm trong tay trường mâu cự nhân đang không ngừng tuần tra, thần sắc cực kỳ cảnh giác, thời khắc phòng ngừa lấy tao ngộ ngoại địch tập kích. Ha ha ha, chúng ta đi săn trở về Á, hai cái cự nhân rơi vào thôn trang bên ngoài, thoải mái cười to nói, ồ, là cốt khôi, xương phù hộ A, các ngươi hôm nay đi săn đến là cái gì? Bạo răng thỏ, vẫn là linh sư chim, phụ trách tuần tra cự nhân dễu cực nói, bạo răng thỏ, linh sư chim, đều thuộc về thực lực yếu kém yêu thú, rất dễ dàng liền có thể bắt được, tại dĩ vãn đi săn bên trong. Cốt khôi, xương phù hộ bởi vì kinh nghiệm không đủ, mang về con mồi cơ bản đều là loại vật này, nhận tộc nhân cười nhạo, hừ. Ngươi tự mình xem đi, tên là cốt khôi tóc đỏ cự nhân giận dữ, đem hôi hùng ném trên mặt đất liệt diễm hỏa hùng, nhìn thấy hôi hùng bộ dáng về sau, người tuần tra con ngươi hơi co lại, hoảng sợ nói, tê, thật là liệt diễm hỏa hùng. Mấy tên khác người tuần tra lập tức xông tới, cẩn thận quan sát tường tận xem xét, làm ra phán đoán, các ngươi là từ đâu tìm tới cổ này liệt diễm hỏa hùng thi thể, thi thể, cốt khôi cả giận nói, hỗn đảng, cái này chỉ liệt diễm hỏa hùng là ta cùng xương phù hộ cùng một chỗ săn vết, chỉ bằng các ngươi hai cái, Người tuần tra lộ ra hoài nghi biểu lộ, liệt diễm hỏa hùng thực lực bọn hắn là rõ ràng. Cốt khôi cùng xương phù hộ bất quá phân thần cảnh trung kỳ mà thôi, như thế nào sang giết phân thần cảnh đỉnh phong liệt diễm hỏa hùng, hừ. Không tin mình nhìn nó vết thương trên người, nói xong, cốt khôi trực tiếp đem trường mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, sắc mặt âm trầm như nước, ê. Vết thương này đích thật là trường mâu cùng linh tiễn tạo thành, người tuần tra khó mà đưa tin các ngươi là làm sao làm được? Đánh lén, cốt khôi chi tiết đáp, ta cùng xương phù hộ tại trong núi rừng mai phục mấy canh giờ mới thật không dễ dàng nắm lấy cơ hội, thành công nhất cử đã thương nặng nó, cũng thừa thắng xông lên, thuận lợi đem nó đánh giết, ha ha ha, tốt, làm được tốt, người tuần tra thay đổi trước đó trào phúng thái độ, vỗ tay tán dương, bọn hắn cái này bộ lạc từ trước đến nay chỉ thờ phụng thực lực, dĩ vãng cốt khôi cùng xương phù hộ mỗi lần đều chỉ có thể bắt một ít bạo răng thỏ, linh sư chim, tự nhiên sẽ bị khinh bỉ, nhưng bây giờ hai người bắt chỉ liệt diễm hỏa hùng trở về, vô luận là dùng phương pháp gì, đều phải cho đầy đủ tôn kính, huống chi liệt diễm hỏa hùng huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể giúp người tu hành tiến thêm một bước. Đối có chút độc lập bộ lạc mà nói tương đương trân quý, đi đi đi, nhanh thông tri tộc trưởng, mấy tên cự nhân cao hứng bừng bừng nói bộ lạc phía trên hứa thư thu hồi ánh mắt lâm vào trầm ngâm khối đại lục này văn minh trình độ tự hồ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thấp rất nhiều a à, không chỉ mắt trước hứa thư vừa rồi dùng linh thức liếc nhìn toàn bộ mặt đất lúc cũng phát hiện không ít tương tự bộ lạc có lớn có nhỏ lớn cư trú trên vạn người tiểu nhân thì vẽn vẹn mấy chục người trải trọng núi rừng bên ngoài các nơi đều dựa vào đi săn mà sống trong đó mạnh nhất bộ lạc bên trong tòa trấn lấy một vị đăng thiên cảnh cự nhân, tuyển siêu chung quanh bộ lạc, hẳn là tính phụ cận chúa tể giả, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả trong bộ lạc vị trí treo đồ án, đều cùng mạnh nhất bộ lạc có quan hệ, có lẽ chính vì vậy, nhiều như vậy bộ lạc mới có thể dài thời gian duy hệ hòa bình, này nha, giống như nơi này không có mức quả đâu, tiểu đồng thất vọng thở dài, hứa thư, nếu quả như thật có mức quả, chỉ sợ ngay ngắn đến vài mét lớn làm sao ăn trong nháy mắt mặt trời lặn phía tây màn đêm buông xuống trong bộ lạc bắt đầu dấy lên đống lửa đồ nướng liệt diễm hỏa hùng còn có một số khác đồ ăn liền là thủ pháp quá đơn giản thực sự chưa nói tới mê người đạt được muốn tin tức về sau hứa thư cũng không dừng lại quá lâu lúc này quay về về núi rừng tùy tiện bắt con yêu thú làm bữa tối thư thư phục phục nằm xuống nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm hứa thư tế ra chiến thuyền, vượt qua bình nguyên bộ lạc hướng phía chỗ sâu bay đi. Cuối cùng, nơi này chỉ là đại lục một góc mà thôi, không cần thiết quá sớm kết luận, có lẽ khu vực khác văn minh cao hơn cũng khó nói, cứ như vậy, hứa thư lại đi về phía trước mấy vạn dặm, làm hắn kinh ngạc chính là, bình nguyên bộ lạc hoàn toàn chính xác giống như là cái bị ngăn cách địa phương nhỏ, cùng khu vực khác hoàn toàn khác biệt, quả thực tựa như hai thế giới. Sở dĩ dạng này giảng, là bởi vì cùng văn minh cơ hồ ở vào nguyên thủy thời kỳ bộ lạc so sánh, phía ngoài văn minh không khỏi quá phát đạt. Chương 254, Khoa học kỹ thuật tu tiên, làm bay qua bình nguyên bộ lạc, xuyên qua một đạo dài đến hơn vạn dặm tả hữu lạch trời về sau, hứa thư càng nhìn đến rất nhiều đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng, cùng trên đường phố như nước chảy các loại đặc thù xe cộ, nếu chỉ nhìn ngoại hình lời nói, cơ hồ cùng ô tô không có gì khác biệt, trừ cái đó ra, còn có đường cái. Đèn xanh đèn đỏ, lan can, đứng đài chờ một hệ liệt hiện đại công trình, cùng tu tiên thế giới không hợp nhau, quả thực không thể tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là, nơi này sinh linh cùng công trình kiến trúc đã khôi phục bình thường hình thể, không còn là động một tí cao mấy chục mét quái vật khổng lồ, cùng trước đó nguyên thủy bộ lạc hình thành so sánh rõ ràng, hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Khó có thể tưởng tượng cả hai sẽ xảy ra sống ở cùng một khối đại lục, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ cũng không tính quá ngạc nhiên, rốt cuộc cô ngô giới cũng có cự linh tộc đâu, sư, bỗng nhiên, một thân ảnh chân đạp phi kiếm từ bên cạnh lướt qua, tốc độ thật nhanh, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, thẳng đến lúc này hứa thư mới phát hiện. Cái này căn bản không phải một cái đơn thuần xã hội hiện đại, mà là tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau sinh ra văn minh, bởi vì ngắn ngủi một lát, Hứa Thư đã bắt được lượng lớn người tu hành, đồng thời thực lực không thấp, trong đó hai vị thậm chí đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc, phải biết, tại dạng này một cái hiện đại xã hội văn minh bên trong, tạo hóa cảnh tu sĩ thế nhưng là có thể nhẹ nhõm phá hủy nửa cái thành thị. Có ý tứ, Hứa Thư lộ ra hứng thú giật vào biểu lộ, tin tưởng bất kỳ một cái nào truyền thống tu sĩ nhìn thấy tình cảnh như thế đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc, bởi vì dưới tình huống bình thường tu tiên giới là rất khó phát triển ra công nghệ cao, hoặc là nói căn bản không cần, mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật phát triển điều kiện tiên quyết là sức sản xuất không đủ. Không cách nào thỏa mãn mọi người ngày càng tăng trưởng nhu cầu, cho nên nhất định phải đánh vỡ quy tắc, xây dựng một bộ trật tự mới đi lật đổ đã từng làm không được sự tình, nhưng tu tiên giới linh khí nồng đậm, tài nguyên giàu có, tu sĩ cấp cao có thể trực tiếp trường sinh trăm năm ngàn năm, thống trị ức vạn sinh linh đánh như thế nào phá quy tắc? Tức làm người bình thường. Tuổi thọ, lực lượng cũng so lam tinh mạnh hơn, tùy tiện loại ít đồ liền có thể nuôi sống mình, làm gì vắt hết ốc phát triển khoa học kỹ thuật, coi như thật phát triển khoa học kỹ thuật, lọc vào xâm lấn lúc như thế nào cùng tu sĩ cấp cao chống lại. Dù là vũ khí hạt nhân, tạo hóa cảnh trở lên tu sĩ cũng có thể nhục thân chọi cứng, càng đừng đề cập vô tượng cảnh, tam thiên chi cảnh nói một cách khác đối với phần lớn người tu hành mà nói khoa học kỹ thuật không hề có tác dụng bởi vậy tu tiên giới thường xuyên sẽ có lịch sử cực kỳ lâu đời tồn tại hơn ngàn năm đế quốc vương triều mà trước mắt văn minh có thể làm cho tu tiên cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng phát triển có thể xưng không thể tưởng tượng nổi hơi chút trầm ngâm hứa thư có chút lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại thành thị nơi hẻo lánh trong ngõ nhỏ hắn dự định xâm nhập tìm hiểu một chút càng nhiều tin tức đi ra ngõ nhỏ, hứa thư ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận nhà lầu, lập tức có loại trở lại lam tinh cảm giác, nội tâm có chút cảm khái, tính toán ra, từ khi siêu thoát, phàm nhân tu tiên, giáng lâm cô ngô giới về sau, đến nay đã nhanh thời gian một năm đi. Có lẽ là bởi vì tại lam tinh không có gì lo lắng nguyên nhân, hứa thư ngược lại sẽ không sinh ra quá cường liệt nhớ nhà ý niệm, đáng nhắc tới chính là... Hứa thư trang phục cũng không gây nên chú ý hoặc vây xem, bởi vì trên đường phố mặt cổ trang người tu hành cơ hồ khắp nơi có thể thấy được chưa nói tới đặc lập độc hành gần nhất mới chiếu lên lớn phim ngươi xem sao ám dạ long kỵ 6 nói nhảm đừng quên ta thế nhưng là ám dạ long kỵ series trung thực phan hâm mộ ha 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 trồng kỵ thủ lĩnh hành hung thần ưng nước tà ác tổ chức kia đoạn thật là đẹp trai a à, đúng vậy a à, đúng vậy a à, thấy ta nhiệt huyết sôi trào không biết lúc nào sẽ ra bộ thứ bảy nghe nói đã khai mạc hai cái học sinh bộ dáng thiếu niên một bên kịch liệt thảo luận. Một bên vung tay vung thánh liên bang. Nam hoang cự nhân, chỉ chốc lát, liên quan tới mắt tiền văn minh cụ thể tin tức hứa thư cũng đã triệt để nắm giữ. Đầu tiên, hắn trước mắt vị trí tên là Thiên Dương Thị, ở vào viêm hoàng nước Nam Bộ, tứ tuyến thành thị nhỏ, nhân khẩu 180 vạn, linh khí mức độ đậm đặc, sơ cấp, mà ngoại trừ viêm hoàng nước, còn có hai quốc gia, theo thứ tự là thần ưng nước cùng thánh liên bang, về phần nam hoang cự nhân, dĩ nhiên chính là hứa thư hôm qua gặp phải những người khổng lồ kia, bọn hắn cùng viêm hoàng nước, thần ưng nước, thánh liên bang chờ phát đạt văn minh ở giữa bởi vì cách vạn dặm khe nước, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gặp nhau, viêm hoàng nước kiến quốc 629 năm, cùng thần ưng nước quan hệ phi thường kém. Thỉnh thoảng liền sẽ bột phát xung đột, mà hai nước người mạnh nhất đều là trí tôn cảnh. Thủ hộ lấy hòa bình, người này cũng không thể làm gì được người kia, trên tổng thể giảng, viêm hoàng nước khoa học kỹ thuật cơ bản cùng Lam Tinh ngang hàng, một số phương diện thậm chí ở vào dẫn trước trạng thái, nhất là vũ khí phương diện, không sai, không luận viêm hoàng quốc. Vẫn là thần ưng nước, Thánh Liên Bang nghiên cứu ra vũ khí trang bị đều có thể hoàn mỹ phù hợp người tu hành sử dụng, cực kỳ biến thái, tỉ như linh giới thương, từ linh tinh thạch cung cấp động lực tức làm ngưng khí cảnh 3 tầng gia hỏa cầm linh giới thương, cũng có thể trọng thương ngưng khí cảnh chín tầng cấp bậc tu sĩ, cùng thông thường linh khí là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mặc dù như thế, linh giới thương vẫn như cũ thuộc về cơ sở nhất vũ khí, chỉ có thành thị người chấp pháp mới có thể đeo, giống linh tụ đạn, linh uy pháo điện từ chờ cao cấp vũ khí, cưỡng ép tru sát vô tượng cảnh cường giả đều không là vấn đề, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bổ sung đủ nhiều linh lực cùng linh thạch, xem hết những này, hứa thư từ từ mở mắt. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp, viêm hoàng nước sao, hứa thư tự lẩm bẩm, lâm vào suy tư, tích tích tích, quy. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì, không nhìn đường A, một cổ linh thạch khu động ô tô dừng ở hứa thư thân trước, lập tức lái xe thò đầu ra, hùng hùng hổ hổ nói, bạch, lời còn chưa dứt, hứa thư đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ngoạ tàu lái xe mảnh mở to hai mắt sợ hãi nói người người đâu cùng lúc đó hứa thư đi vào một nhà linh thạch cửa hàng tiên sinh ngài tốt xin hỏi có nhu cầu gì sao một nữ tử chào đón nói đổi chút tiền mặt hứa thư lấy ra mấy viên linh thạch buông xuống tại viêm hoàng nước phổ thông thị trường bên trong linh thạch không thể trực tiếp sử dụng nhất định phải hối đoái thành chính phủ phát hành tiền tệ mới được dạng này lại càng dễ khống chế mà Hứa Thư đã muốn mua đồ vật, nhất định phải điểm hối đoái tiền tệ, được rồi, nữ tử khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy linh thạch bắt đầu nghiêm túc giám định. Từng nửa ngày, nữ tử trao mày, chậm rãi há to mồm, thật là tinh thuần linh khí. Đây, đây là thượng phẩm linh thạch, thế nào? Hứa Thư nghi hoặc, không có gì, không có gì. Nữ tử cười rạng rỡ, lắc đầu liên tục, cầm thượng phẩm linh thạch đến hối đoái tiền mặt cho đến tận nay nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải. Chương 255, dị giới thần kịch, để cho tiện quản chế, viêm hoàng nước hoàn toàn chính xác không cho phép tại bình thường thị trường bên trong trực tiếp sử dụng linh thạch, nhưng cũng giới hạn tại phổ thông thị trường mà thôi, bởi vì làm vật phẩm quá trân quý lúc, tiền tệ liền thành giấy lộn, chỉ có thể dùng linh thạch đi giao dịch, cho nên lấy ra linh thạch cửa hàng hối đoái tiền mặt. Thường thường đều là đê đề phẩm chất linh thạch, thậm chí không bằng hạ phẩm linh thạch, chớ nói chi là thượng phẩm, rốt cuộc ai sẽ dùng phẩm chất cao linh thạch đi đổi mấy xếp giấy lộn, nếu như chỉ là muốn dùng tiền lời nói, kỳ thật có rất nhiều những phương pháp khác đổi lấy, nhất là đối tu sĩ cấp cao mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, hứa thư hẳn là là cái thứ nhất dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái tiền tệ tiền mặt. Ngài chờ một lát, ta cái này giúp ngài làm, nữ tử khóe miệng mỉm cười, biểu lộ không che giấu được vui sướng, mấy viên thượng phẩm linh thạch giá trị thế nhưng là sau so một chút tiền tệ quý giá nhiều, nhưng mà không bao lâu, nữ tử liền lúng túng nói, cái kia. Không có ý tứ tiên sinh, bổn điếm tiền mặt không đủ để chèo chống hối đoái, có thể hay không đổi dùng những phương thức khác. Không có vấn đề, hứa thư không quan trọng nói, lớn như vậy cửa hàng hối đoái không ra mấy viên linh thạch tiền mặt sao, không khỏi quá kém đi, đa tạ lý giải nữ tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi, tiên sinh tài khoản là nhiều ít, ta cho ngài xoay qua chỗ khác, may mà linh thạch cửa hàng là cả nước mắt xích siêu cấp xí nghiệp lớn, mà nàng lại quyền hạn tương đối cao, có thể điều động tài chính phi thường sung túc. Không cần lo lắng xảy ra vấn đề, tài khoản, hứa thư khẽ giật mình, ta không có tài khoản, hắn đi vào tòa thành thị này còn chưa đủ nửa canh giờ, nơi nào sẽ có cái gì tài khoản, lần này đến phiên nữ tử trợn tròn mắt có thể trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch hối đói tiền mặt ngư nhân thế mà không có tài khoản cái này hợp lý sao cái này không hợp lý trừ phi đối phương thời gian dài ở vào ẩn cư trạng thái vừa mới xuất quan không hiểu rõ tình huống ngoại giới làm một tu hành cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp xã hội nữ tử thường xuyên sẽ gặp phải tình huống tương tự nghĩ tới đây nữ tử lập tức càng thêm cung kính đã như vậy Ta trước giúp ngài sáng tạo một cái tài khoản, sau đó lại đem mức chuyển vào, yên tâm. Mật mã bởi ngài thiết trí, ừm, Hứa Thư khẽ gật đầu, cạch 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 cạch, nữ tử thao túng máy tính, rất nhanh liền làm xong toàn bộ quá trình để Hứa Thư thiết trí mật mã, đợi làm xong tất cả mọi thứ, nữ tử lại đưa cho Hứa Thư một cái vòng tay nói, đây là công ty của chúng ta sản phẩm mới, chỉ cần mở ra sau khi liền có thể thông qua tài khoản tùy ý tiêu phí đưa ngài một kiện. Ách, tạ ơn, tiếp nhận vòng tay, Hứa Thư đi ra linh thạch cửa hàng, năm viên thượng phẩm linh thạch, 500 vạn, nhìn xem tài khoản bên trong một chuỗi thật dài số lượng, Hứa Thư có chút mộng bức, nơi này tiền tệ như vậy không đáng tiền sao? Trên thực tế, cũng không phải là tiền tệ không đáng tiền, mà là linh thạch quá trân quý, đặc biệt là phẩm chất thượng thừa linh thạch. Vô lượng dùng để tu luyện, vẫn là chế tác đặc thù dụng cụ đều so chỉ là 500 vạn tác dụng càng lớn, so sánh dưới, 500 vạn đáng là gì, chờ một chút, Hứa thư quét mắt trong kho hàng chồng chất như núi linh thạch, âm thầm phỏng đoán, nếu như mình đem tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra lời nói, có hay không có thể mua xuống toàn bộ viêm hoàng nước, ân. Giống như hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Trước cuộc ngoại trừ thượng phẩm linh thạch bên ngoài, còn có cực phẩm linh thạch cùng linh mạch đâu, sau đó hứa thư dùng linh thạch hối đoái tiền tệ mua rất nhiều thứ, một đường ăn, một đường uống, quên cả trời đất, cũng cố ý đổi thân hiện đại quần áo, triệt để dung nhập thiên dương thị, làm hứa thư kinh ngạc chính là, nơi này có bộ phận mỹ thực vậy mà cùng lam tinh độ cao trùng hợp. Phi thường phù hợp khẩu vị của hắn, căn bản không dừng được, trong lúc đó hứa thư lại thấy được mấy tên tu sĩ ngự kiếm phi hành, từ đỉnh đầu lướt qua, bất quá bọn hắn đều mặc giống nhau phục sức, hẳn là đến từ cùng một cái bộ môn, nếu không có gì ngoài ý muốn, phổ thông tu sĩ chỉ sợ không cho phép ở trong thành thị lung tung phi hành, ca ca, mức quả, là mức quả. Đột nhiên, tiểu đồn chỉ vào cách đó không xa cửa hàng kêu lên, mặt mũi tràn đầy hưng, điểm suyết lấy cả tòa thành trì, đi khắp gần phân nửa thiên dương thị hứa thư đang chuẩn bị tìm khách sạn nghỉ ngơi, đọc đọc sách tịch, nhìn xem tivi lúc một tên thanh niên cường tráng bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn, yêu tộc, cứ việc tráng hán đã cải biến dung mạo, che giấu khí tức, nhưng hứa thư vẫn là liếc mắt nhìn ra đối phương ngụy trang, một con lan yêu, hừ. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua soái ca a, à, tráng hán hung hăng trừng mắt nhìn hứa thư, sau đó nghênh ngang tiến vào bên cạnh một nhà quầy rượu, hứa thư, chẳng lẽ nơi này yêu tộc vậy cùng nhân loại sống chung hòa bình sao, không đúng, nếu như sống chung hòa bình lời nói, tráng hán căn bản không cần thiết ngụy trang, quả nhiên, tráng hán vừa tiến vào quầy rượu, một tên hợp đang cảnh tu sĩ liền theo sát phía sau đi vào theo. Đặt ở thiên dương thị loại này tứ tuyến thành nhỏ, hợp đang cảnh tu sĩ đã tính cấp cao chiến lực, không thể khinh thường, muốn dùng phục trúc linh cảnh cấp bậc lan yêu kỳ thật rất đơn giản, nhưng từ đầu đến cuối hợp đang cảnh tu sĩ đều không có muốn ý tứ động thủ, tự hồ chỉ là tại giám thị bí mật lan yêu, thấy thế, hứa thư đại khái hiểu tình huống như thế nào. Chỉ cần lan yêu đừng làm ra thất thường gì động tác, nguy hại đến công cộng an toàn, hợp đăng cảnh tu sĩ hẳn là liền sẽ không đem hắn thế nào, thu hồi linh thức, hứa thư duỗi lưng một cái, không còn đi quản những chuyện này, tiến vào một nhà trang trí có chút xa hoa trong tử điếm, đứng tại 30 tầng cao cửa sổ sát đất trước, hứa thư nhìn xuống toàn bộ thiên dương thị, biểu lộ khó mà nói rõ có tiền liền là thoải mái a à, mở tv bên trong chính phát hình phim ám dạ long kỵ một hứa thư nhàn đến nhàm chán thế là dứt khoát nằm ở trên giường quan sát phim kịch bản rất đơn giản bởi vì một ít duyên cớ dẫn đến phim hoàng nước xuất hiện phản đồ vì tự thân lợi ích cấu kết thần ưng nước tiết lộ tài liệu cơ mật sau chạy trốn tới thần ưng nước bị rất nhiều tu sĩ cấp cao trùng điệp bảo hộ cũng đắc ý quên hình mở ra trào phúng hình thức mà ám dạ long kỵ thì là trong phim ảnh một cái viêm hoàng nước ngành đặc biệt bọn hắn đi khắp tại đêm tối bên trong có rất ít người biết chuyên môn phụ trách ám sát tru diệp chờ nhiệm vụ lần này nhiệm vụ của bọn hắn liền là tại thần ưng nước bảo vệ dưới chu sát phản bội chạy trốn người rửa sạch sỉ nhục về phần hiện thực bên trong viêm hoàng quốc hữu không có một cái dạng này bộ môn liền không được biết rồi tóm lại Nhiệm vụ cuối cùng viên mãn thành công, Trùng Kỵ lão đại dẫn theo thủ hạ đội viên nhẹ nhõm ẩn vào thần ưng nước, lợi dụng các loại thần bí khó lường thủ đoạn tả hữu ngang nhảy, đột phá trùng điệp bảo hộ, thuận lợi đánh chết phản bội chạy trốn người. Đem thần ưng nước đồ nghịch xoay quanh, toàn thân trở ra phương diện nào đó tới nói, tương đương với dị giới thần kịch, bất quá. Thật thú vị, tối thiểu diễn viên thật rất mạnh, tinh thông mấy chục loại pháp thuật khí giới hoàn toàn không cần dùng máy tính đi chế tác lòe loẹt đặc hiệu hình tượng, thế là hứa thư vẫn chưa thỏa mãn ấn mở bộ 2, bộ 3. Chương 256, ngươi tại nói chuyện với ta, không thể không nói, có thể đem một bộ thần kịch đánh ra lục bộ cũng là cực kỳ khảo nghiệm trình độ, mà lại mỗi bộ kịch bản nhân vật phản diện cơ hồ đều cùng thần ưng nước tà ác tổ chức có quan hệ, song phương một khi chạm mặt, thường thường liền sẽ bộc phát ngươi chết ta sống chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được vân hoàng nước cùng thần ưng quốc chi ở giữa mâu thuẫn lớn đến bao nhiêu trên thực tế tại thần ưng nước cũng có tương tự truyền hình điện ảnh kịch chỉ bất quá ảnh hưởng phương diện không hề giống ám dạ long kỵ như vậy thành công bởi vậy hiếm ai biết thôi phải biết ám dạ long kỵ vừa mới lên chiếu lúc cho dù ở thần ưng nước cũng rất được hoan nghênh thu hoạch lượng lớn vang hâm mộ truy phủng rơi vào đường cùng thần ưng quốc chính phủ đành phải đem nó phong cấm cũng đem ám dạ long kỵ mấy vị diễn viên chính toàn bộ liệt vào mục tiêu ám sát, lấy đó phẫn nộ cùng cảnh cáo, bất quá vân hoàng nước rất rõ ràng thần ưng nước ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn thành công, thậm chí cố ý bỏ vốn hỗ trợ quay chụp ám dạ long kỵ phần tiếp theo, trắng trợn tuyên truyền. Hấp dẫn càng nhiều dân chúng yêu thích, tới hiện tại, ám dạ long kỵ đã trở thành vân hoàng nước danh xứng với thực siêu cấp lớn IP, không chỉ có phòng bán vé nóng nảy, động một tí cùng ôm trên trăm ức, càng là chạm vào vân hoàng nước rất nhiều tu sĩ đoàn kết tính, rốt cuộc ai không muốn vì quốc gia kiến công lập nghiệp, tên lưu sử sách đâu, về phần thần ưng nước đem diễn viên chính liệt vào mục tiêu ám sát. Ha ha, ngươi cho rằng hiện thực cũng là điện ảnh sao, nếu như thần ưng nước thật dám tùy tiện phái mấy cái người tiến vào đế quốc cảnh nội chấp hành nhiệm vụ ám sát, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, xem hết mấy bộ ám dạ long kỵ về sau, bên ngoài đêm đã khuya, hứa thư đóng lại tivi, dần dần tiến vào mộng đẹp, ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, hứa thư mang lên tiểu đồng tiếp tục tại thiên dương thị đi dạo, cũng thảnh thơi thảnh thơi thưởng thức dị giới mỹ thực, thuận tiện mua sắm một chút thú vị đồ vật, tỉ như sách manga, về sau vừa vạn có thể dùng để giết thời gian, ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một đạo linh lực. Giống như phong bạo giống như tứ ngược ra, trong nháy mắt đem mấy chục chiếc xe hơi cùng cơ sở công trình cuốn lên không trung. Phanh phanh phanh, một giây sau, ô tô cùng cơ sở công trình trùng điệp rơi xuống, tại chỗ rơi vỡ nát, ánh lửa bắn ra bốn phía, chuyện gì xảy ra? Hứa Thư nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, bạch, ngay sau đó, lại là một đạo linh lực tứ ngược ra, chỉ bất quá lần này bị cuốn lên không trung lại là nhân loại, yêu quái, có yêu quái, a a a, cứu mạng a, à. chạy mau, trong chốc lát cả con đường loạn cả một đoàn. Các loại tiếng thép chói tai, tiếng hô hoáng, tiếng kêu trên hỗn tạp cùng một chỗ, vang vọng ngàn mét, vô số người đi đường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hốt hoảng chạy trốn, sợ hơi chậm một chút liền sẽ trở thành xuống một cái người bị hại, đông. Đông. Đông, phòng ốc trung động, đất trung núi chuyển, nương theo lấy một tôn cao lớn xấu xí nam tử xuất hiện tại mắt trước. Biểu lộ điên cuồng, làm người chấn động cả hồn phách nam tử hai đầu cánh tay phân biệt quấn quanh lấy bò đầy gai ngược dây leo nhẹ nhàng hất lên liền tại mặt đường trên lưu lại dài đến mấy thước vết rách thụ yêu hứa thư liếc mắt xem thấu đối phương bản thể nhân loại đều đáng chết thụ yêu ngửa mặt lên trời bào hiếu mới bị cuốn vào không trung nhân loại lập tức không bị khống chế rơi xuống nếu là chứng thực cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ dừng tay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phụ cận một tên trúc linh cảnh tu sĩ đứng ra, hai tay kết ấn, thi triển pháp thuật tiếp nhận rơi xuống nhân loại, các ngươi không có sao chứ, trúc linh cảnh tu sĩ hỏi, không có việc gì không có việc gì, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Đa tạ tiên nhân cứu giúp, đám người đầu trán ván hoa mắt. Chưa tỉnh hồn cảm kích nói, không có việc gì liền tốt, các ngươi tranh thủ thời gian lui ra, nơi này giao cho ta, trúc linh cảnh tu sĩ biểu lộ ngưng trọng, hướng phía thụ yêu đi đến bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, gặp được yêu nghiệp hoắc loạn, làm người tu hành há có thể lùi bước, huống chi nếu như tùy ý thụ yêu tại trong thành phá hư lời nói. Không biết muốn chết bao nhiêu người, vân vân vân, nghe vậy, đám người lập tức không chút do dự co cẳng lao nhanh, vô luận như thế nào, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, nhân loại. Nhân loại, thụ yêu sông đồng huyết hồng, cắt cao nhìn chầm chầm trúc linh cảnh tu sĩ, khí cơ sát ý nghiêm nghị, ngươi là ai? Vì sao muốn tại thiên dương thị làm loạn, trúc linh cảnh tu sĩ lấy ra vũ khí chất, ô. Nhân loại, đều đáng chết, thụ yêu giống như điên cuồng, không có trả lời trúc linh cảnh tu sĩ vấn đề, mà là mảnh bước ra một cước, tạp sát, tạp sát tạp sát, lấy thụ yêu làm đầu nguồn, mặt đất từng khúc trạng nứt, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cùng lúc đó, trạng nứt khe hở bên trong đột nhiên duỗi ra vô số dây leo đồ quấn chặt lấy trúc linh cảnh tu sĩ chân cổ tay. May mà trúc linh cảnh tu sĩ tay mắt lanh lẹ, dùng sức quét ngang vũ khí, cưỡng ép cắt đứt đến gần dây leo, dết dết dết, thụ yêu lần nữa ngửa mặt lên trời bào hiếu, quơ hai cái cánh tay dây leo phóng tới trúc linh cảnh tu sĩ, hừ. Yêu nghiệt, chịu chết đi, trúc linh cảnh tu sĩ lâm nguy không sợ, trong tiếng hít thở, lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ một đạo phù văn, trở tay đánh ra. Hô, phù văn đón gió tăng trưởng, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng mảnh thú, dương nanh múa vuốt, một ngụm thôn vệ hết thù yêu, lửa khắc một, cho dù ở tu tiên giới cũng là không đổi pháp tắc, cho nên vừa lên đến lý xong liền thi triển hỏa hệ pháp thuật, cũng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, rầm rầm rầm, hỏa diễm cháy hừng hực, làm nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, hình thành một mảnh khổng lồ biển lửa. Vạn vẹo giữ tợn, thành công không? gặp hỏa diễm bên trong thật lâu không có động tĩnh, Lý Song như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đông. Đông. Đông, nhưng mà rất nhanh, kịch liệt tiếng bước chân vang lên, lập tức chỉ thấy thụ yêu đối cứng lên hỏa diễm đi ra, lông tóc không thương, cái gì, thấy thế, Lý Song sắc mặt biến hóa, rốt cục ý thức được không đúng. Thụ yêu cường đại tự hồ muốn vượt xa hắn tưởng tượng, nhân loại, chết, thụ yêu cũng mặc kệ Lý Song đang suy nghĩ gì, cánh tay phải vung lên, dây leo chớp mắt đã tới, xoẹt xẹt, không được, Lý Song vội vàng vận chuyển linh lực, nhất kiếm đón đỡ, ầm, dây leo giống như thiết chùi giống như nện bên trong linh kiếm, ẩn chứa bàn bạc cự lực, cứ việc Lý Song đã có chỗ chuẩn bị. Như cũ khó mà chống lại, bị cứ thế mà quất bay ra ngoài, phốc, Lý Song miệng phun máu tươi, sát mặt đất trượt ngàn mét mới rốt cục dừng lại, hai tay run nhẹ nhẹ cơ hồ không có cách nào nắm chặt linh kiếm, khụ khụ khụ, mà đợi Lý Song Giang Nan bò lên về sau, lại phát hiện linh kiếm ở giữa bộ phận lại lõm lúng xuống dưới, hợp đang cảnh. Ngươi là hợp đang cảnh, Lý Song kinh hô. Vẹn vẹn một kích, liền kém chút phá hủy vũ khí của hắn, ngoại trừ hợp đang cảnh, Lý Song nghĩ không ra thứ hai loại khả năng, ầm, ừ, thụ yêu nhất miệng cười gằn nói, hắc hắc hắc, nhân loại, còn có một nhân loại, các ngươi tất cả đều phải chết, Lý Song khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới bên cạnh thế mà đứng đấy một cái ấy ấy bất động thanh niên là bị sợ choáng váng sao không kịp nghĩ nhiều lý sông cố nén kịch liệt đau nhức nhắc nhở uy còn đứng ngay đó làm gì chạy mau a à, chạy hứa thư nghi ngờ quay đầu ngươi tại nói chuyện với ta sao a à, lý sông lập tức cho chịu không được yên lặng nghẹn ngào là ta có vấn đề vẫn là ngươi có vấn đề chẳng lẽ không nhìn thấy trước mặt thụ yêu sao Chương 257, Linh yêu hội quán, liền xem như ngớ ngẩn, cũng không trở thành ngốc đến mức loại trình độ này a. À, Lý song đầu đầy dấu chấm hỏi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nhân loại, chết, thụ yêu huy động dây leo, từ trên xuống dưới, muốn đem hứa thư tích thành hai nửa, chạy mau, Lý song quá sợ hãi, lập tức phấn đấu quên mình xông đi lên ngăn cản. Ý đồ kéo dài thời gian, thậm chí đã làm tốt đẫm máu vẫn lạc chuẩn bị cứ việc hứa thư biểu hiện để lý xong có chút im lặng nhưng bảo hộ kẻ yếu chính là hắn đạp vào con đường tu hành lúc liền kiên định không thay đổi tín niệm có thể nào bởi vậy cải biến đổi lại người bên ngoài gặp được cường đại hơn mình yêu nghiệt chỉ sợ sớm đã lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn bạch dây leo vạch phá không khí mang theo khai sơn toái thạch giống như lực lượng rơi xuống vi năng càng hơn một bậc nhưng mà thật lâu đi qua tưởng tượng bên trong đứt gân gãy xương tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chuyện gì xảy ra, Lý Song mộng bức, lúc này nghi ngờ lên ngẩng đầu, liền thấy cái kia vốn hẳn nên bị dọa sợ, thanh niên lại một tay bắt lấy dây leo. T, ảo giác sao, Lý Song khó mà đưa tin, dùng sức dụi dụi con mắt, nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác, tình huống như thế nào, chờ chút, có lẽ mình từ đầu đến cuối liền sai lầm, hứa thư căn bản không phải bị sợ choáng váng mà là một mực không có sợ hãi, nếu như vậy lời nói, tự hồ liền có thể giải thích rõ, từng, một kích không có kết quả. Thụ yêu có chút kinh ngạc, muốn rút về dây leo, lại phát hiện thế mà không nhúc nhích tí nào, mà lại vô luận hắn dùng lực như thế nào, dây leo từ đầu đến cuối bị hứa thư một mực nắm lấy, nhân loại, thụ yêu khàn giọng bào hiếu, giận không kìm được, vung ra khác một sợi dây leo, ba, kết quả không ngạc nhiên chút nào, khác một sợi dây leo đồng dạng bị hứa thư nhẹ nhõm bắt lấy. Phía trên gai ngược không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hải tâm xích, hô, lấy hứa thư bắt chỗ ở làm đầu nguồn, dây leo bắt đầu dấy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, cấp tốc hướng thụ yêu lan tràn, mà ven đường những nơi đi qua, dây leo đều đã hóa thành tro bụi, phát giác được nguy hiểm, thụ yêu lập tức hai tay chấn động, cởi ra dây leo, chợt nhanh chóng lui ra phía sau kéo dài khoảng cách nhưng hỏa diễm cũng không có dừng lại, thẳng đến thôn vệ thụ yêu mới thôi, phốc, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thụ yêu hiện ra nguyên hình, biến thành một gốc cao lớn thẳng tắp cây lạ, sau đó bị thiêu đốt hầu như không còn, dưới ánh mặt trời, hải tâm xích lại có vẻ hơi yêu diễm lộng lẫy, tựa như một đóa nổ tung huyết sắc pháo hoa giống như, phá lệ xinh đẹp. Mắt thấy cảnh tượng này, Lý Song đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, dây, nháy mắt vết, tê, từ vừa rồi giao thủ bên trong không khó coi ra, thủ yêu chí ít đạt đến hợp đang cảnh cấp bậc, đặt ở thiên dương thị loại địa phương này đã thuộc về tuyệt đối cường giả, kết quả thế mà cứ như vậy được giải quyết, sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, chân trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền dáng lâm mảnh này quảng trường, tổng cộng 4 người, toàn bộ mặt giống nhau phục sức hai nam hai nữ sát khí tràn trề a à, không phải nói nơi này có yêu quái làm loạn sao yêu đâu cầm đầu trung niên nhân đảo mắt một vòng ánh mắt rơi vào cách đó không xa hứa thư cùng lý sông trên thân là linh yêu hội quán người lý sông lộ ra vui sướng biểu lộ linh yêu hội quán hứa thư như có điều suy nghĩ hiện thực bên trong cùng loại ám dạ long kỵ tổ chức sao hai vị đạo hữu xin hỏi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì Trung niên nhân chắp tay ôm quyền, thái độ lễ phép dò hỏi, căn cứ lưu lại linh lực dư ba phán đoán, nơi đây rất rõ ràng trải qua một trận chiến đấu. Vừa rồi có chỉ thụ yêu làm loạn, đồ sát nhân loại, bởi vì thực lực quá mạnh, tại hạ khó mà địch nổi, may mà bị vị tiền bối này kịp thời ra tay tru sát, Lý Song vội vàng giải thích nói, tại Vân Hoàng nước, Linh Yêu hội quán thế nhưng là cực kỳ cao đại thượng bộ môn giống lý song loại này để bảo vệ kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình tu sĩ, nằm mộng cũng nhớ gia nhập trong đó. Đã bị tru sát sao, trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, đối hứa thư nghiêm mặt nói, đa tạ đạo hữu hỗ trợ, kiều phạm đại biểu linh yêu hội quán biểu thị chân thành cảm kích, ha ha, tiện tay mà thôi thôi, hứa thư không quan trọng nói, chỉ có lý song rõ ràng, hứa thư không có nói ngoa, bởi vì đúng là tiện tay mà thôi, đúng rồi, con kia thụ yêu cảnh giới gì, dường như nhớ tới cái gì. Kiều Phạm truy vấn, hợp đang cảnh, Lý Song cười khổ dơ lên cái kia thanh lõm đi xuống linh kiếm nói, vũ khí của ta liền là bái hắn ban tặng mới biến thành dạng này, hợp đang cảnh thụ yêu, Kiều Phạm cho mày, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là cây giáp, đi theo tại Kiều Phạm bên người linh yêu hội quán thành viên suy đoán nói, không thể nào. Cây giáp không phải đã cùng chúng ta nắm tay nói. Quyết định tiếp nhận loài người sao? như thế nào đột nhiên tập kích thiên dương thị bên cạnh hai tên nữ tính thành viên phản bác kiều phạm không có nhiều lời mà là ngồi sổng người xuống tử nhặt lên một đoạn bị lý xong chặt đứt dây leo cẩn thận quan sát cuối cùng làm ra phán đoán đích thật là cây giáp ghê tởm gia hỏa này thế mà bội bạc nghe vậy hai tên nữ tính thành viên nhịn không được cắn răng giận dữ mắng mỏ đối với đội trưởng điều tra năng lực bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi chỉ sợ không đơn giản như vậy kiều phạm ngữ khí ý vị thâm trường ba tháng trước cây giáp cũng đã cùng bọn hắn bắt tay giảng hòa đáp ứng ước thúc mình ẩn cư thâm sơn bên trong không còn cừu thị nhân loại hiện tại bỗng nhiên chạy đến thiên dương thị làm loạn thực sự không thể tưởng tượng ngắn ngủi suy tư qua đi kiều phạm nói tránh đi hai vị đạo hữu còn không biết tên của các ngươi lý song lý song không chút do dự trả lời hứa thư, hứa thư cũng không có dấu diếm, lý đạo hữu, hứa đạo hữu, cảm tạ các ngươi lần này ra tay tru sát yêu nghiệt, làm thù lao, linh yêu hội quán đem cung cấp tương ứng tài nguyên tu luyện, yên tâm, lý đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài thương thế, cũng giúp ngài đem linh khí hoàn chỉnh chữa trị, kiều phạm chân thành nói, tốt tốt, lý song hơi có vẻ kích động, có thể lấy loại phương thức này đạt được linh yêu hội quán tán thành, chính là hắn lớn lao vinh hạnh thật có lỗi, không hứng thú, hứa thư xoay người rời đi, mảy may không nể mặt mũi, ngươi, hội quán thành viên vừa muốn nói cái gì, liền bị kiều phạm ngăn lại, đã hứa đạo hữu không nguyện ý. Chúng ta làm gì cưỡng cầu, đợi hứa thư đi xa, kiều phạm linh lực truyền âm, phân phó nói, ra một chút hứa thư cái tên này, trời tối trước đó, tất cả tin tức đưa đến phòng làm việc của ta, bởi vì từng cùng cây giáp từng có tiếp xúc, cho nên Kiều Phạm rất rõ ràng thực lực của đối phương, hợp đang cảnh trung kỳ, coi như đặt ở Thiên Dương Thị Linh yêu hội quán cũng thuộc tại lực lượng trung kiên. Hứa thư có thể trong thời gian ngắn như vậy tru sát cây giáp, chứng minh thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn phân thần cảnh, mà Thiên Dương Thị chung quanh phân thần cảnh tu sĩ Kiều Phạm cơ hồ đều biết, lại cũng không bao quát hứa thư, nói một cách khác. Hứa thư hoàn toàn ở vào thân phận không rõ trạng thái, từ trước đến nay cẩn thận kiều phạm cực kỳ không thích loại cảm giác này. Cứ việc hứa thư ra tay tru sát cây giáp, ngăn trở một trận tai nạn, nhưng cũng trước hết làm rõ ràng tình trạng mới có thể yên tâm, đúng, hội quán thành viên nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng trong lòng. Chương 258, Người theo dõi, Thiên Dương Thành Phố, Linh Yêu Hội Quán, thân là vân hoàng nước quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất đặc thù tổ chức, Linh Yêu Hội Quán có thể nói khắp toàn cảnh, Cơ hồ mỗi cái trong thành thị đều có nó thiết lập phân bộ, không chỉ có địa vị cao thượng, áp đảo chính phủ cơ cấu phía trên, mà lại thâm thụ nhân dân ủng hộ cùng kính ngưỡng. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh yêu hội quán chủ yếu tác dụng liền là phụ trách vấn đề an toàn, chuẩn xác điểm giản hẳn là bảo hộ tất cả cư dân thành phố không bị thương tổn, nếu như thành thị lọt vào yêu quái hoặc là cái khác uy hiếp tập kích lời nói, như vậy Linh yêu hội quán tu sĩ liền đem ra mặt trấn áp mà cho đến tận nay đã không biết có bao nhiêu yêu quái cùng tà tu chết tại bọn hắn trong tay chỉ bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra không thể trước tiên nhận được tin tức dẫn đến làm kiều phạm dẫn theo thủ hạ thành viên lúc chạy đến thụ yêu đã bị hứa thư tru sát thiên dương thành phố linh yêu hội quán phân bộ ở vào thành khu phía đông một chỗ đối ngoại phong bế trên núi lối kiến trúc có chút cổ phát giống như là trải qua mấy trăm năm thời gian trong đó ngoại trừ vài tòa thanh tỉnh trang nhã bên ngoài đình viện, còn có một tòa lầu chính, chung bốn tầng, mỗi tầng trên ngàn mét vuông, lại phân ra khu vực khác nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, giờ phút này, lầu chính tầng thứ tư, đông đông đông, tiến đến, bạn đang đọc truyện trên 123 trinh vip chúc bạn đọc truyện vui vẻ, đội trưởng, liên quan tới cái kia tên là hứa thư tu sĩ ta đã điều tra. Đinh Tử Lăng biểu lộ quá dị, không biết nên như thế nào đi hình dung, a, à, nói một chút, Kiều Phạm buông xuống vừa mới xử lý xong hội quán văn kiện, chờ đợi lấy Đinh Tử Lăng trả lời, a, Đinh Tử Lăng một bên cân nhắc ngôn từ, một bên chậm rãi nói, kỳ thật. Căn bản không có tin tức, không có tin tức. Cái gì ý tứ? Kiều Phạm nhíu mày, vị này Hứa đạo hữu hôm qua đột nhiên xuất hiện tại Thiên Dương thành phố. Dùng thượng phẩm linh thạch đổi 500 vạn tiền tệ sau đó vui chơi giải trí mua rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật lại tại phi vân khách sạn ở một đêm lại hướng trước liền ra không đến bất luận cái gì tin tức đinh tử lăng bất đắc dĩ ngươi nói cái gì dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái tiền tệ kiều phạm mảnh mở to hai mắt đúng thế đinh tử lăng cười khổ bại gia a à, quá bại gia kiều phạm đập bàn một cái mặt mũi tràn đầy thương tiếc thậm chí so với mình ném đi mấy khối linh thạch còn muốn đau lòng, ai sẽ dùng thượng phẩm linh thạch hối đoái tiền tệ, quả thực quá ngu xuẩn, đinh tử lăng, kỳ thật hắn vừa nhìn thấy cái tin này lúc, cũng là cái phản ứng này, kiều phạm đến cùng là yêu linh hội quán nhân vật số 2. Rất nhanh liền bình phục tâm tình, ngưng trọng nói, lại hướng trước liền ra không đến bất luận cái gì tin tức sao, loại tình huống này thường thường chỉ có hai loại khả năng, một, Hứa thư thời gian dài ở vào ẩn cư cùng bế quan trạng thái, đã cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, tự nhiên ra không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Hai, hứa thư là địch quốc phái tới chấp hành nhiệm vụ. Chui vào vân hoàng nước gián điệp, không có thân phận chân thật, tóm lại vô luận kia loại khả năng, đều đại biểu cho sự không chắc chắn. Thế là Kiều Phạm phân phó nói, tìm tin thông ẩn nặc thuật tu sĩ vụng trộn đi theo hắn, tuyệt đối không nên chủ động quấy rầy như có biến cố, lập tức cho ta biết, đúng, đinh tử lăng lĩnh mệnh mà đi, cộc cộc cộc, kiều phạm ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay viện. Suy tư có nên hay không nói cho quán trưởng, rốt cuộc can hệ trọng đại, chỉ chốc lát, hai tên nữ tính hội quán thành viên đi đến, đội trưởng, ừm, lý đạo hữu thương thế như thế nào, kiều phạm biểu lộ một đổi, tràn ngập lo lắng, đã ổn định lại. Bất quá cần nửa tháng tả hữu mới có thể triệt để khôi phục, hai người đáp, tại hắn triệt để khôi phục trước trước hết đợi tại linh yêu hội quán đi. Thuận tiện để lỗ đại sư giúp hắn đúc lại một chút linh kiếm, Lý Song dám lấy trúc linh cảnh tu vi cùng hợp đang cảnh cấp bậc cây giáp chống lại, không sợ hãi chút nào, cứu vớt hơn 10 đầu nhân mạng, há có thể cô phụ, được rồi, hai người nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa rời đi, thần sắc do dự bất định, còn có chuyện gì, kiều phạm phát giác được dị thường. a Lý đạo hữu muốn gia nhập chúng ta linh yêu hội quán, có thể chứ, hai người chần chờ nói, gia nhập linh yêu hội quán, kiều phạm khẽ giật mình, không sai, hắn nói hắn thở nhỏ tu hành mục tiêu liền là gia nhập linh yêu hội quán, trở thành cầm kiếm người, làm sao lúc trước thiên phú có hạn, chưa thể thông qua kiểm tra, tiếc núi vô cùng, nhã văn đi, hai người ngữ khí thăm dò mà hỏi. Nghe vậy, kiều phạm trầm mặt, đang lúc hai người coi là kiều phạm sẽ cự tuyệt lúc. Kiều Phạm cuối cùng mở miệng, có thể, đối với cầm kiếm người, trọng yếu nhất không phải thiên phú, mà là trách nhiệm, hiển nhiên, lý song đủ để đảm nhiệm, vừa vặn bọn hắn hiện tại chính cần càng nhiều nhân thủ, thật. Quá được rồi, hai người cực kỳ vui mừng, là lý song cảm thấy cao hứng. Đợi hai người rời đi, Kiều Phạm lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, quy, quán trưởng à, đêm đó, lụa mỏng bao phủ, đèn đuốc tề minh hứa thư từ một nhà hàng bên trong đi ra phút phút tiểu đồn đầu ha ha ăn uống no đủ không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi ừm, vừa tiến lên không mấy bước hứa thư bỗng nhiên dừng lại đầu tiên là nhìn một chút bên trái cao lầu sau đó lại nhìn một chút bên phải cao lầu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ vô tung vô ảnh muốn thông qua che giấu khí tức phương pháp vụng trộn đi theo hứa thư không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm thật nhanh bên trái nhà cao tầng bên trên bóng đen con ngươi thích chặt vội vàng tản ra linh thạch tìm kiếm lại đã hoàn toàn bắt giữ không đến hứa thư tích 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 đội trưởng bóng đen cầm điện thoại lên có biến sao đối diện truyền đến kiều phạm thanh âm hắn biến mất tốc độ quá nhanh căn bản không biết đi nơi nào bóng đen nói ta nghĩ hắn hẳn là đã phát hiện ta xác định sao xác định hắn tại biến mất trước hướng ta chỗ này nhìn thoáng qua dừng một chút bóng đen nói bổ sung mặt khác chẳng biết tại sao hắn cũng hướng đối diện mái nhà nhìn thoáng qua chờ một chút kiều phạm trầm giọng nói ra chỉ sợ không chỉ ngươi một cái người đang theo dõi hắn nhanh đi lầu đối diện đỉnh nhìn xem minh bạch bóng đen đồng dạng ý thức được không đúng quyết định thật nhanh bay đến lầu đối diện đỉnh ai quanh vừa dứt lời một đạo linh lực đột nhiên đập vào mặt bóng đen quá sợ hãi may mà hắn sớm có phòng bị lấy tốc độ nhanh nhất tế ra phòng ngự linh khí ầm ầm linh lực bộc phát càng quét mái nhà tách ra ánh sáng chói mắt mang chiếu sáng nửa bầu trời sáng chói chói mắt qua ai tại thả pháo hoa a phía dưới không rõ ràng cho lắm quần chúng cảm khái uy 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 lão lục ngươi không sao chứ khụ khụ không có việc gì Bóng đen hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, hỗn đảng, kém chút bị tên kia ám toán, bộ dáng thấy rõ ràng chưa, kiều phạm truy vấn, ách, không có, tên kia ném xong một cái pháp thuật sau liền chạy, cái gì cũng không thấy, bóng đen xấu hổ, cái này sự kiện quả nhiên không đơn giản như vậy, kiều phạm lời nói thấm thía, có loại dự cảm bất tường, ngoại trừ bọn hắn, còn có ai sẽ theo dõi hứa thư chẳng lẽ thiên dương thành phố bên trong còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tồn tại. Chương 259, mạch nước ngầm, ầm ầm, nghe được nơi xa truyền đến tiếng vang, hứa thư dừng bước lại, quay đầu cười nói, đánh nhau sao, hắn đương nhiên phát hiện có hai người đang len lén đi theo mình, mà lại rất rõ ràng trong đó một cái đến từ linh yêu hội quán, bởi vì mặt cùng kiều phạm bọn người đồng dạng phục sức, chỉ bất quá một cái khác. Lại có chút đặc biệt ân chính xác giảng liền là đặc biệt thậm chí chỉ từ bề ngoài nhìn căn bản không thuộc về vân hoàng nước bởi vậy hứa thư cố ý dùng ngắm nhìn phương thức để bọn hắn ý thức được sự tồn tại của đối phương sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ gây nên cả hai mâu thuẫn tiếc nuối là cả hai vẻn vẹn vừa đối mặt liền tách ra cũng không chân chính đánh lớn ra tay để hứa thư có chút thất vọng ha ha bất kể rồi ngủ một chút hứa thư duỗi lưng một cái quay người trở về khách sạn, hoàn toàn không đem cả hai để ở trong lòng, hô hô hô, nguy hiểm thật, kém chút bị bắt được, cùng lúc đó, một chỗ hoàn cảnh âm u nơi hẻo lánh bên trong, nam tử cấp tốc thu liễm khí tức, đem linh lực ẩn nấp đến cực hạn, lòng có có hơn quý nói. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nam tử đầu đầy tóc vàng, khóc mắt hãm sâu, con người bày biện ra gợn sóng màu nâu xám, làn da trắng bệt, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, nghiễm nhiên không giống như là cái vân hoàng quốc chi người, đáng chết, thế mà bị phát hiện, không nghĩ tới linh yêu hội quán cũng đang theo dõi tên kia, xác định không có người đuổi theo về sau, nam tử tóc vàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải mới vừa mình phản ứng nhanh, kịp thời thôi động linh lực, thi triển độn thuật chạy trốn, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, rốt cuộc nơi này là vân hoàng nước, địch nhân của bọn hắn. Nếu không may mắn rơi vào linh yêu hội quán trong tay, kết quả có thể nghĩ, không được, nhất định phải tranh thủ thời gian thông tri lão đại, nam tử tóc vàng thả người nhảy lên. Dung nhập hắc ám, lập tức lặng yên không tiếng động hướng phía thiên dương thành phố thành khu phía tây, khoảng cách linh yêu hội quán xa nhất một tòa cũ kỹ lầu trọ tới gần, sau 10 phút, nam tử tóc vàng đi vào lầu trọ bên trong, gõ tầng cao nhất cửa phòng, ai, trong phòng truyền ra một đạo cảnh giác thanh âm. Nhưng ngôn ngữ lại cùng vân hoàng nước khác biệt, là ta, La Mông. Nam tử tóc vàng nhìn chung quanh, thần sắc kinh nghi bất định, tạp sát, cửa phòng khe khẽ mở ra, tiến đến, bạch, La Mông vội vàng xông đi vào, tự hồ sợ hơi chậm một chút liền sẽ lọt vào tập kích, làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, trong phòng như củ đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối tu sĩ mà nói cũng không coi là cái gì, hết thảy thu hết vào mắt. Phòng ở diện tích không lớn, chỉ có 100 mét vuông mét, Ba cái gian phòng, lúc này, trong phòng khách đang ngồi lấy hai người, một cái bắp thịt cuồn cuộn, lưng hùng vai gấu, giống như sắt thép đúc thành tráng kiện đại hán, một người khác thì mặt mày âm nhu, ngũ quan tuấn mỹ, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng cho người cảm giác nhưng còn xa so đại hán càng thêm nguy hiểm, "Lão đại, ta bị cái kia tru sát cây giáp cường giả bí ẩn phát hiện." "Còn tao ngộ linh yêu hội quán tu sĩ" Nguyên lai like bọn hắn cũng đang theo dõi người này, La Mông có chút cúi đầu, đối thanh niên Tuấn Mỹ bẩm báo nói, cái gì? Người tao ngộ linh yêu hội quán tu sĩ, thanh niên Tuấn Mỹ kinh hải, linh thức trong nháy mắt che ngợp bầu trời khuếch tán ra đến, bao phủ lại phương viên vạn mét, ánh mắt càng là gắt gao tập trung vào La Mông, sát khí tràn trề. Lão đại yên tâm, ta là thành công thoát khỏi linh yêu hội quán tu sĩ sau mới chạy tới nơi này tuyệt đối không có vấn đề, la môn sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói, hừ. Lần sau lại có tình huống tương tự trước dùng bí thuật liên hệ ta, vạn nhất linh yêu hội quán ở trên thân thể ngươi lưu lại nào đó loại truy tung ấn ký làm sao bây giờ. Ngươi muốn cho tổ chức kế hoạch thất bại trong gan tất sao? Thanh niên Tuấn Mỹ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, vân vân vân, la mông liên tục gật đầu, trong lòng run sợ, hắn bởi vì quá khẩn trương, hoàn toàn chính xác không nghĩ đến điểm này nếu như linh yêu hội quán thật thông qua truy tung thủ đoạn đuổi tới nơi này đem toàn bộ ổ điểm diệt đi lời nói như vậy coi như mình chết cũng không cách nào đền bù tổn thất trọng yếu nhất chính là bố cục trên trăm năm kế hoạch rất có thể sẽ bởi vậy để lộ bí mật hết hiệu lực ngu xuẩn tráng kiện đại hán đôi mắt nhắm lại sát cơ lộ ra thấy thế la môn lập tức dọa đến câm như hến mồ hôi lạnh rơi thẳng hai chân khống chế không nổi run rẩy kịch liệt tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống được rồi tha cho hắn một mạng thanh niên tuấn mỹ đưa tay vung khẽ ngăn trở ngo ngoe muốn động tráng kiện đại hán tráng kiện đại hán không nói gì nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại thu hồi sát khí đa tạ lão đại đa tạ lão đại la mông cảm động đến rơi nước mắt mừng rỡ như điên có thu hoạch gì sao thanh niên tuấn mỹ hỏi thu hoạch la mông lắc đầu vị kia cường giả bí ẩn căn bản không giống như là cái tu sĩ. Ta tổng cộng chỉ theo dõi thêm vài phút đồng hồ, liền thấy hắn một mực đợi tại trong nhà ăn ăn cơm, có thể tru sát hợp đang cảnh cây giáp tu sĩ, thế mà còn cần ăn cơm, thanh niên tuấn Mỹ trao mày, có loại khó mà nói rõ chẳng lành cảm giác, đem hắn giao cho ta đi, cái này, tráng kiện đại hán mở mắt lần nữa, mặt không thay đổi nói, người này phá hủy chúng ta sơ bộ thí nghiệm, phải chết, không được, thanh niên tuấn mỹ ngôn từ cự tuyệt, hắn có thể nháy mắt giết cây giáp, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn phân thần cảnh, coi như ngươi có thể chém giết hắn, cũng khẳng định không đơn giản như vậy, đến lúc đó một khi dẫn động linh yêu hội quán chú ý, chúng ta đều phải chết, nghe vậy, Tráng Kiện Đại Hán nhất thời nghẹn lời, bất lực phản bác. Cuối cùng, Thiên Dương thành phố chính là địa bàn của người ta mà bọn hắn tại thí nghiệm thành công trước vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, nếu không cho dù bọn họ mạnh hơn, cũng không cách nào còn sống trời đi, từ giờ trở đi đừng đi quản hắn, để tránh phức tạp, một cái râu ri gia hỏa mà thôi, tận lực tránh đi là được, ngăn cản không được chúng ta, nhớ kỹ. Đại cục làm trọng, nam tử Tuấn Mỹ không thể nghi ngờ nói, đúng, soạt, đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên cửa sổ nhẹ nhàng đông đưa, ngay sau đó gian phòng bên trong bất ngờ thêm ra một thân ảnh, tóc đen, váy ngắn, dáng người trước sau lồi lõm, dị thường nóng bỏng, đúng là tên giống như búp bê giống như nùng trang diễm mặt nữ nhân xinh đẹp, nàng tựa như u linh giống như bay vào trong phòng. Lơ lửng giữa không trung bên trong, phá lệ quỷ dị, Oyuna, ngươi trở về, thanh niên tuấn mỹ ngữ khí bình đạm, mặt không biểu tình, út, thân yêu Loka, nửa ngày không thấy, có muốn hay không ta à? Oyuna cười nói, bớt nói nhiều lời, mồi câu trải ra sao, Loka không chút khách khí đánh gãy Oyuna, thôi đi, không có chút nào tình thú, Oyuna nhún vai, chi tiết nói, đã toàn bộ trải ra, kính thỉnh chờ mong đi. Hì hì, ngày mai hẳn là sẽ phi thường thú vị, cực kỳ tốt, chỉ cần lần này thành công, chúng ta liền có thể coi đây là chỗ đột phá, thuận lợi chế tạo ra càng nhiều tập kích nhiễu loạn vân hoàng nước từ cơ sở thượng tướng nó một chút xíu phá hủy tiêu diệt, Loka Ca miệng lên, cơ hồ đã có thể nhìn thấy vân hoàng nước sụp đổ hình tượng, mặt khác, thêm tác, sáng sớm ngày mai liền đem tán ở bên ngoài ám tuyến thu sạch trở về. Bảo đảm không có sơ hở nào, minh bạch, tráng kiện đại hán cười nói. Chương 260, bầy yêu súng xít, sáng sớm, kim ô từ phía đông dâng lên, cấp tốc xua tan hắc ám, chiếu sáng cả mặt đất mang đến ấm áp cùng quang minh, phi vân khách sạn, thứ 36 tầng, xa hoa phòng xếp bên trong, hứa thư kêu phần bữa sáng, mở tivi, chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn, làm hao mòn một ít thời gian, hoan nghênh các vị người xem bằng hữu xem, nơi này là thiên dương thành phố hoành tức khu. Ta là phóng viên Trương Tĩnh Thu, đang vì mọi người đưa tin liên quan tới hôm qua yêu quái tập kích nhân loại cụ thể tin tức, bảo đảm hoàn nguyên tình huống thật, màn hình bên trong, một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ phóng viên đưa tay giới thiệu nói, mọi người có thể trông thấy, đằng sau ta liền là hôm qua yêu quái tập kích địa phương, rất nhiều kiến trúc đã bị phá hư, trên đường còn có lít nha lít nhít khe hở. Những này cơ hồ đều là con kia yêu quái tạo thành, căn cứ linh yêu hội quán lộ ra, tập kích nhân loại yêu quái tên là cây giáp, năm nay 256 tuổi, hợp đang cảnh trung kỳ tu vi, 3 tháng trước từng đáp ứng về sau sẽ ẩn cư thâm sơn, không còn nhiễu loạn xã hội loài người, lần này chẳng biết tại sao đột nhiên xông vào thiên dương thành phố tập kích nhân loại, nguyên nhân đến nay vẫn là bí ẩn. Nhưng mọi người yên tâm, trước mắt cây giáp đã bị tru sát, tuyệt sẽ không lại uy hiếp được chư vị, ngoài ra, Linh yêu hội quán đã nghiêm chỉnh tuyên bố, đem tiếp tục đã kích phạm pháp yêu tộc cùng tà tu, giữ gìn thiên dương thành phố trật tự, bảo vệ dân chúng an toàn, tiếp xuống, để chúng ta trước phỏng vấn mấy vị người chứng kiến tốt giải cả kiện sự tình trải qua. Nói xong, ống kính tầm mắt kéo xa, lộ ra mấy vị đứng tại nữ phóng viên bên người cách đó không xa người trẻ tuổi, "Các ngươi tốt, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi hôm qua chính mắt thấy cây giáp làm loạn tràn cảnh sao?" Nữ phóng viên nghiêm túc hỏi, hình thức cùng tại Lam Tinh trên cơ bản không khác nhau, "Đúng thế." Mấy người gật đầu, "Đến tục cùng xảy ra chuyện gì?" Lúc ấy ta đang ngủ ngủ trưa đâu, đột nhiên cảm giác phòng ốc đang chấn động dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, kết quả là bị con kia yêu quái dùng linh lực tính cả chung quanh người đi đường toàn bộ cuốn lên không trung, may mà có vị đi ngang qua lòng tốt tu sĩ đứng ra, phương pháp sử dụng thuật đã cứu chúng ta, không phải, người nói chuyện lòng có dư quý nói. Từ mấy người trong miệng, sự tình bắt đầu dần dần bị hoàn nguyên, bởi vì bọn hắn có vừa vặn ở tại phụ cận cao tầng, không kịp chạy trốn, liền xem hết toàn bộ quá trình cho nên rất rõ ràng tiền căn hậu quả tin tưởng mọi người đã hiểu rõ tình huống cặn kẽ bất quá hôm qua mặc dù lọt vào yêu quái tập kích nhưng cũng không có nhân viên thương vong mà lại chỉ cần đối mặt nguy hiểm lúc mỗi vị tu sĩ đều nguyện ý đứng ra bảo hộ nhỏ yếu tin tưởng vân hoàng nước nhất định sẽ càng tốt hơn trương tĩnh thu đại biểu toàn thành phố nhân dân đối hai vị tu sát yêu nghiệp anh hùng thâm biểu cảm kích nữ phóng viên mỉm cười tổng kết nói về phần những cái kia muốn tổn thương chúng ta yêu tộc cùng tà tu cũng chắc chắn đạt được linh yêu hội quán trừng phạt ầm ầm vừa dứt lời nơi xa đột nhiên đất trung núi chuyển dâng lên một đạo cột lửa ngất trời nương theo lấy trận trận bão táp linh lực khuếch tán ra đến kém chút đem mọi người tại đây thổi lật a à, nữ phóng viên nghẹn ngào gào lên thất kinh mà nói thế nào thế nào vết 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 tầm mắt cuối cùng một con đầu sói thân người Lông tóc nổ tung yêu tộc xuất hiện, không ngừng phá hư chung quanh kiến trúc công trình, không chút nào lưu thủ. Yêu, yêu quái a, à, không biết là ai hô một câu, đám người trong nháy mắt tan tác như chim muông, thợ quay phim càng là trực tiếp vứt xuống công cụ chạy trốn, không có cách, tình cảnh này nơi nào còn quản được nhiều như vậy, Lan yêu rất rõ ràng không phải thứ gì tốt, không chạy chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Ầm ầm, tất, màn hình quy về hắc ám, lại có yêu tộc làm loạn sao? hứa thư khẽ nhíu mày, phát giác được một chút không bình thường, kỳ thật vô luận cây giáp, vẫn là vừa rồi Lan Yêu, trạng thái đều có chút cổ quái, trọng yếu nhất chính là, Lan Yêu hắn gặp qua, liền là hôm trước cái kia tiến vào quầy rượu gia hỏa, rõ ràng hôm trước còn hết thảy bình thường, cùng nhân loại vừa nói vừa cười sống phóng túng, hiện tại như thế nào đột nhiên phải làm loạn. Chờ chút, hứa thư nhớ tới tối hôm qua theo dõi mình một tên khác, có thể hay không cùng hắn có quan hệ trống. Nhân loại, đáng chết. Dết dết dết, Lan yêu điên cùng tứ ngược, cứ việc chỉ có trúc linh cảnh, nhưng ở thành thị bên trong tạo thành phá hư lại như cũ không thể kinh thường, nhất là dòng người dày đặc, kinh tế phồn hoa địa phương, dễ dàng liền có thể phá hủy một tòa cao ốc. Tử thương mấy ngàn, trên thực tế, Lan yêu hoàn toàn chính xác dự định làm như thế, đồng thời rất nhanh liền nhắm ngay phụ cận một tòa cao ốc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bên trong rất nhiều người căn bản không kịp chạy trốn, bối rối vô cùng, trống, Lan Yêu phun ra một đoàn linh lực thổ tức, thẳng đến cao ốc dưới đáy phóng đi, nếu là đánh trúng, cả tòa cao ốc đều đem tùy theo sụp đổ. Hỗn trướng Dừng tay, chỉ nghe hét lên từng tiếng, giống như bình ngọc giống như linh khí đột nhiên vạch phá bầu trời, ngăn ở Lan Yêu cùng cao ốc ở giữa, bành, linh lực thổ tức đánh vào trên bình ngọc. Lập tức sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, bình ngọc khẽ rung lên, lại không có vỡ nứt ra, bạch, kình phong gào thét, mặt linh yêu hội quán phục sức nữ tử từ trên trời giáng xuống. Đưa tay nắm chặt bình ngọc, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, sói kiệt, ngươi muốn làm gì, làm có thể ngụy trang thành nhân loại, sinh hoạt tại thiên dương thành phố yêu tộc, sói kiệt đã sớm nhận qua linh yêu hội quán khảo hạch, hoàn toàn không lý do tập kích nhân loại, nhân loại, nhân loại. Giết, sói kiệt con ngươi huyết hồng, mảnh hé miệng nhào về phía nữ tử, tựa như mất lý trí giả thú. Làm càng, nữ tử giận dữ, trong tay bình ngọc lúc này phóng đại gấp mấy trăm lần, cứ thế mà đem lan yêu hút vào, sau đó dùng phù văn phong bế miệng bình, lại lần nữa biến trở về nguyên bản kích thước, rống, lan yêu liều mạng công kích bình ngọc, muốn chạy đi, làm sao cả hai thực lực sai biệt quá lớn, mặc cho lan yêu dãy dụa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá bình ngọc. Hừ. Ta lấy nguy hại công cộng an toàn, tập kích nhân loại các loại tội danh bắt giữ ngươi, từ nay về sau, ngươi rốt cuộc không tư cách tiến vào nhân loại thành thị, chuẩn bị nên đón chế tài đi, nữ tử nghiêm nghị trách mắng, tích tích tích, quy, minh khê, ngươi bên kia giải quyết sao, đã giải quyết, chỉ là sói kịp mà thôi, dễ như trở bàn tay, minh khê cười nói, cực kỳ tốt. Nhanh tiến đến trắng khu rừng, bên kia cũng có yêu tộc đang tập kích nhân loại, Ê! Những người khác đâu, Minh Khê sững sờ, theo bản năng nói, bài trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên, cùng bộ phận bế quan người, Linh yêu hội quán hiện tại lưu thủ cầm kiếm người chí ít 30 người, cần phải cố ý thông tri nàng sao, bọn hắn đã toàn bộ điều động, ngay tại vừa rồi. Thiên dương thành phố có vài chục cái khu vực lọc vào yêu tộc tập kích, tử thương thảm trọng, cái gì, Minh Khê sắc mặt biến hóa, rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tốt ta cái này chạy tới cùng một ngày cùng một thời gian mấy chục cái khu vực lọt vào yêu tộc tập kích cái này quá khác thường quả thực không thể tưởng tượng phải biết cho đến tận nay toàn bộ vân hoàng nước cũng chưa từng xảy ra những chuyện tương tự đến tột cùng chuyện gì xảy ra minh khê biểu lộ ngưng trọng linh lực cực hạn vận chuyển nhưng còn chưa chờ nàng đến trắng khu rừng liền bị một cái khác con yêu quái lôi lại bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio